này. À, gì không quay bàn thờ à? Nhà kém thế. Ma bị làm sao này? Cắt luôn đi, cắt luôn. Ai không phải đâu. Kém thế nhỉ? Mọi người ơi, mọi người ơi. Em chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Ngày hôm nay chơi lớn luôn. Chơi một nam một nữ luôn ạ. Mọi người nhớ chia sẻ cho em đi ạ. Các bác vào chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ tăng view. Hôm nay em chơi lớn luôn. Chơi một nam một nữ luôn ạ. Hàng chạy bộ nha, hôm nay lại hàng chạy bộ VIP cho em nha. Hàng chạy bộ VIP nữ nha. Đầy đủ mọi người nha, mới đét đẹp đẹp. Trời ơi, nai ngược luôn. Cực đẹp luôn này, hôm nay đế hơi có này. Gà khủng. VIP nha. VIP đỉnh nha. Đỉnh chưa? Trời ơi. Này. Đấy. Toàn hàng đỉnh cao luôn ạ. Nam nữ đủ cả nhá. Chung là hàng này. Hàng này không nói lên lời luôn. Hàng nam đây ạ. Nam VIP này, ASIC này, ASIC này. Đấy. New Balance này, New Balance này. New Balance 570 này, cực đẹp luôn ạ. ASIC này. ASIC tiếp này. ASIC này. New Balance đây. Đấy mọi người thấy không? Hàng cực kỳ xuất sắc luôn mọi người nha. Adidas bài đế bằng này. New Balance này. Rồi, ôi con New Balance này. Mới tinh cho em nhá. Các bác vào chia sẻ cho em đi ạ. Vào chia sẻ cho em nhá. VIP bìm bìm luôn, hàng rất mới luôn nha. Con này đẹp, hôm qua có con này đi này. Con này đi luôn, luôn ngay từ ban đầu. Dồi ôi, đát này. Mới tinh luôn nha em nha. Hôm qua bác nào chưa chốt được, ôi rồi 270C này. Trời ơi. Bác nào chơi con này đây. 270C quá đẹp luôn này. DCT. Ai là chủ nhân của con van này đây ạ? Ai là chủ nhân con van này ạ? Tennis này. Cầu lông Rolex này. Nữ nha. Con này của Croc đây ạ. Đấy. Đếm cho từng con hàng một các bác chiêm ngưỡng luôn. Phun hiệu quốc tế cho em nha. Đấy, ai là chủ nhân con đát này cho em gái ạ? Con đát này rất được nhiều người săn nùng nha. Biết con này con gì đây? Chạy bộ đây, chạy bộ đây. Này, qua có con ca squid này cũng đi rồi này. Đẹp chưa? Mới tinh nha em nhá. 100 con ăn cả 100 luôn nha. 100 con như 100 luôn. À, F1 gì đây? À, F1 của các chị đấy. Một kiện nam, một kiện nữ luôn cho em nhá. Nữ đây. Nữ toàn đỉnh cao luôn. Nữ toàn đế hơi đỉnh cao luôn đấy này. Đấy, này. Mới đét luôn. Mới đét luôn nha em nhá. Nữ cũng mới đét. Đấy, hôm nay có A F1 luôn.
chạy bộ đây. Đỉnh cao chưa? Rất đẹp luôn cả nhà nhá. Mọi người chuẩn bị mạng, chuẩn bị sóng nhá. Chuẩn bị mạng, bị sóng ạ. Tăng cho em lên 6-700 view đi. Chia sẻ tăng 6-700 view cho em nhá. Hôm nay đang bị viêm dây thanh quản rồi, không nói được nhiều. Đau hết cả họng, không nói được nhiều. Cho nên là trời ơi, ai là chủ nhân em này, em gái ạ? Live 4 nhá. Đỉnh chưa? Đấy. Về sau càng hàng càng đẹp. Đến với em là chỉ có hàng đỉnh thôi nhá. Đúng chưa? Hàng không nói nhiều ạ, không hề nói nhiều ạ. Này, Reebok này. Ai là con Nike bộ đội này đây ạ, màu bộ đội này. Quá đẹp, Puma này. Reebok này, nói chung là ngất ngây luôn, đế hơi này. Sướng nhá, đây, ai là chủ nhân con Asics này hộ em cái ạ. Ai là chủ nhân con Asics này hộ em gái ạ? Uchabot nha. Đấy, ai là chủ nhân con Uchabot này ạ? Lữ nha. Đấy. Xuống chưa? Xuống chưa? Các bác cày hết chỗ này cho em đi ạ. Các bác cày hết cho em đi ạ. Nếu như hôm nay bác nào không chia sẻ thì xin lỗi là không chốt được, là em cũng không thể nào em giúp mọi người kiện tụng được đâu nhá. Không thể giúp mọi người kiện tụng được trong ngày hôm nay đâu ạ. Cho nên là các bác chia sẻ cho em cái, cho nó chắc, cho nó an toàn luôn. Chắc và an toàn để chúng ta chốt hàng cho nó dễ ạ. Không đến lúc là bỏ lỡ những con siêu phẩm là chỉ có khóc thôi. Bỏ lỡ siêu phẩm nó chỉ có khóc thôi. Mọi người nha. Đấy, hàng đẹp nhức lách luôn. Sướng chưa mọi người? Đã đời luôn hàng nha. Trời, con này à, đẹp dã man luôn. Các bác tiếp tục chia sẻ đi ạ. Tiếp tục chia sẻ cho em đi nha. Em không biết có đủ sức, không biết là có đủ sức để em lên ngày hôm nay không. Ôi vất vừa thôi, không có chỗ mà ngồi này. Em không biết có đủ sức lên cho mọi người hôm nay không đây. Hàng ngập người đây này. Hàng ngập người em rồi đây này. Không có chỗ mà ngồi luôn. Ngập rồi. Tốt nhất là chia sẻ đi, các bác chia sẻ cho em đi. Không có chỗ mà ngồi luôn này. Đẹp lắm mọi người ạ. Dã man luôn. Bán hết rồi. Ok, em sẽ lên đây. Nay lớn hết sân của em rồi. Hôm nay đẹp dai nhỉ. Ấy giời ơi, chị Trang Hương nhớ ngay cái tên này thì lỡ chốt cho một con. Thì lỡ chốt ngay cho một con, ưu tiên ngay cho một con. Khen đẹp dai cả, chốt ngay cho một con. Bóng bàn hôm nay không có sao ấy. Em không có đâu, bóng bàn không có đâu. Bóng bàn có một đôi 44 anh có lấy không? Chia sẻ 5-6 của nhóm rồi. Ok, cảm ơn anh Trần Trung nhá. Mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Em thấy mọi người khá nhiều người có huy hiệu chia sẻ rồi. Tiếp tục chia sẻ mạnh lên. Nhớ chốt cho em con đấy. Biết ngay ý đồ mà. Biết ngay chị có ý đồ mà. Ok, lát em chốt cho con. Rồi ok, nhỏ nhạc nè. Rồi để không mất thời gian mọi người là em sẽ... Ok, để trước khi em lên hàng thì em lưu ý một số như thế này ạ. Yếu đưa cái ở đây. Đưa cái số kia của cậu đây. Bỏ nhạc đi cậu nói. Bỏ nhạc đi.
Trước khi em lên hàng em nói qua một chút này. Tức là nhà em phải cọc mới đi hàng mọi người nhá. Nhà em cọc đi hàng dù khách mới hay khách cũ đều vậy hết ạ. Đấy là quy định rồi. Đấy là quy định rồi, mọi người lên nhớ quy định rồi. Hai nữa là nếu như các bác không cọc được, tốt nhất là các bác không chốt hàng nha em nhỉ. Không chốt hàng. Và tiếp theo nữa là các bác chốt hàng thì đừng có xả nhá. Nói chung hạn chế đến mức tối đa, nếu mà xả một vài lần là em sẽ không chốt hàng nữa đâu. Đấy. Và trên tay của em đây có rất là nhiều bác. Ngày hôm nay em cho các bác, nếu như bác có chốt tiếp thì ok, không sao. Nhưng nếu ngày hôm nay các bác mà tiếp tục các bác xả như này của em ấy, làm xin mời các bác là không mua hàng nhà em nữa các bác nhá. Anh Nguyễn Cúc Trung là 1, anh Thoại Nghi là 2, anh Đắc Thanh là 3, đấy, Buka Sam là 4 này. Những cái anh này nếu mà chốt nữa thì nếu mà chốt thì phải chuẩn cho em nhá. Còn tốt nhất đừng chốt của em rồi xả của em này. Em viêm dây thanh quản vì em nói nhiều, em giúp mọi người có được những đôi giày rất là giá trị, rất là đẹp. Nhưng mà cuối cùng này, người khác người ta chốt không được, các bác chốt xả của em này, Khoa Vĩ này. Đấy. Trong này thì cũng có những bác mua hàng nhà em rồi, nhưng xả thì ok, không vấn đề gì. Nhưng mà những bác mới phải lưu ý cho em này, Đào Thị Thùy này, Trung Nguyễn này, Xu Hoàng này, đấy. Đây này, Thạnh Tài Lê này, Vũ Việt Sơn này, Châu Mai Thị gì đây, Nhung An gì đây, Diễn Nguyễn Ngọc này, đấy, Nguyễn Loan, Danh Công. Nói tóm lại là những bác đấy, nếu như có chốt tiếp thì lưu ý hộ em cái ạ. Bởi vì rất nhiều người ta chốt không được, các bác chốt, các bác xả của em như thế nhá. Ngày hôm nay các bác xả tiếp là chắc chắn các bác vĩnh viễn là sẽ không gặp em nữa đâu. Đấy, em nói thật là như vậy ạ. Mua bán cái gì cũng thế, mình làm mình phải có cái tâm một tí. Bởi vì em nói cũng rất là mệt mà người ta chốt thì không được. Người ta chốt mỏi cả tuần không được một con nào. Mà các bác làm như thế thì không được. Đấy, cho nên là lưu ý của em, nếu như không chuyển khoản được thì tốt nhất là ngồi xem cho nó vui. Đấy, ngồi chém gió với em cũng được. Anh em tình cảm vui vẻ là được rồi. Lúc nào mua được là mua, không thì thôi. Ok chưa các bác? Đấy là em nói chân tình. Chứ hàng thì hàng nhà em thì tất cả các bác đây mua đã kiểm nghiệm rồi. Bất kỳ ai ở đây đã kiểm nghiệm rồi đều ok hết nhá. Đấy, cho em nói giữa thanh thiên bạch nhật không bao giờ giấu giếm cái gì luôn. Cho nên là các bác đừng có phải lăn tăn vào chốt khổ tội nghiệp người ta. Người ta không được. Ngày hôm qua em có một bạn chốt được con hàng, nó chỉ còn nhầm sang của người khác thôi. Bạn ấy không được, bạn ấy khóc lóc, bạn ấy gọi điện, bạn ấy khóc lóc là các bác biết rồi. Bởi vì người ta này là người ta yêu giày, người ta thích giày, đam mê giày. Đấy, cho nên là ok, em không nói nữa, nói càng hỏng giọng. Ok, bây giờ em bắt đầu lên hàng nhá. Hôm nay có một kiện nam, một kiện nữ. Em sẽ lên đều cho mọi người. Em sẽ lên đều mọi người. Rất nhiều người inbox Zalo của em để chọn hàng nhưng không có. Em dành trên livestream này này. Bởi vì em không ấy nhá. Con này size ra là size 38 của nữ cho em nhá. Size 38 của nữ này. Size 38 của nữ lên cho em mã 88. Con này là đầu line 300k cho em nhá. Tất cả hàng chuẩn ao độ mới gần như gọi là 98-99%. 98-99% cho em nhá. Tất cả những con hàng này các bác nhận về là các bác chỉ có sung sướng thôi. Trừ trường hợp là mình đi bị nhầm sai hay cái gì thì không nói. Nhưng mà 88 cho anh. Chuẩn sai là đi chỉ có sướng nhá. Bản thân em đã nói là em cam kết hàng phải đỉnh nhất thị trường. Em bán nhá. Yên tâm như vậy. 88 cho em này. Dám mở hàng mấy tiền này? 300k. Các bác chỉ việc là vừa mẫu này, vừa sai là các bác chốt thôi, còn mọi thứ là em lo hết rồi nha. Đây, những con hàng như thế này thì không bao giờ nó có một cái gọi là một cái lỗi gì luôn nè. Nó mới tinh luôn nha em nhá. Bởi vì làm con nào nó chắc con đấy cho em ạ. Làm con nào chắc con đấy. Con này sai cho em là sai 44.5. Một em like sai 44.5, khui kiện mới cho nên các bác biết là nó đủ sai nhá, đủ sai, mọi người phải kiên trì xem nha. Làm cho anh Nam Ngọc Trần. Size 44.5 nha em này. Một con Nike E size 44.5. Con này 450k lên nha, mã 75 nha. Đáng đồng tiền luôn, các bác mua đáng đồng tiền luôn nhá. Size 44.5. Đây này.
gầy nó như thế này cơ mà. Một con cổ thun của Lữ này, trời ơi. Một con Fina mới 100% cho em nhá. Nó mới 100% cho em con Fina này ạ. Dã man luôn, độ mới này. 100% con Fina này cho em nhá. Con này 350k lên cho em mã 145. 350 lên cho em mã 145 nhá. Cầu lông mà. Cầu lông có 1 2 con gì đấy, nhưng mà bây giờ nó lấp ở đây rồi. Mã 110 à, mã bao nhiêu? Mã 145 ạ, mã 145 con Fina nhá. Nguyễn Hữu Quang, hàng chuẩn đẹp, ok, vâng. Rồi, cảm ơn anh nhá. Tiếp theo đây. Con này vẫn size to rồi, con này size to này. Này nhiều size to rồi nhỉ. Này nhiều size to. Con này size cho em là size 43. Một em Reebok 45 cho anh kê bao tiền đây? 30. Con Reebok này size 43 cho em này. Size 43 của Lam nhá. Size 43 của Lam này. Nên em mã 144. Mã 144 cho em nhá. 450k. Em luôn lên luôn con Ultra Boost này nhá. Hàng mới lắm. 145 size bao nhiêu á? 145 size 43, có người chốt rồi ạ. Một con Ultra Boost của Lữ. Size này size nữ, nam nữ đều đi được cho em con Ultra Boost này nhá. Em Ultra Boost này size cho em là size 38 ạ. Ultra Boost size 38 nhá. Ultra Boost size 38 nha em ạ. Con này là 400k lên cho em mã 183. 400k mã 183 nhá. Múc ngay kẻo hết. Ok, cảm ơn em Vũ Lộc nha. Chia sẻ 6 nhóm. Bỏ mũ đẹp dài hơn nha. Xấu lắm. Em nhìn tạm tạm thôi, đợi mũ. Thích đợi mũ. Đó đây, bỏ mũ đẹp dài theo thể theo yêu cầu của các quý vị khán thính giả xem truyền hình. Nhà mình không có quần áo bạn ơi. Nhà em không bán quần áo đâu, Bùi nhá. Không bán quần áo. Nào một thứ đã chết rồi, nhiều thứ thì chết. Con này Fina này size 36. Fina size 36 thun. Fina size 36 cho em nhá. Em Fina này 300k lên nha, mã 172 ạ. Mã 172 cho em Fina này nhá. Tiếp theo cho em này. Rolex 40 cỏ đấy, vừa có một con Rolex nữ đấy. Con này này đẹp, con này này rất đẹp luôn. Con này này có cái gót rất đẹp mọi người nhá, mới tinh luôn này. Lai rất đẹp, mới tinh nha. Con này này size cho là size 39 đấy ạ. Bác Lào size 39 hôm nay có hàng rồi. Em không có Balenciaga anh ơi. Ok, cảm ơn Facebook không không. Con này size 39 nha em, con này này nhá, rất đẹp. Con này 400k lên nha, mã 175. Lên em mã 175 ạ. Lên em mã 175. Tennis chỉ có hàng nữ thôi. Hàng nam không có ạ. Tennis chỉ có hàng nữ thôi nha. Rồi ôi. Đẹp quá. 175 cho anh Nguyễn Sơn. Bỏ mũ ra trông ngon hơn. 450k. Con này mấy tiền này? 400k. Tiếp theo em này này. Con này size cho em là size 37.5 ạ. Size 37.5 cho em nhá. Mới tinh cho em ạ. Trời ơi, mới dã man luôn này. Size 37.5 lên cho em mã 151. Con này 350 nhá. 350k cho em ạ. Đây, 350k. Quá đẹp. Hôm nay cái chuyện này size to nhiều nhỉ. Đây, bác nào chơi con Adidas này đi. Quá đẹp luôn con này, da lộn. Size 37 ạ, vẫn nữ. Size 37 nữ cho em nhá. Size 37 nữ ạ. Lên nhé mã 151. Mã anh. Đọc đi. Anh này chưa mã 19. Anh Minh Lương lên số điện thoại, anh Minh Lương ơi. Mã 19 350k. Anh Minh Lương chốt lên số điện thoại cho em phát. Cầu chuyển khoản 100k đi hàng. Anh Minh Lương ơi. Tiếp theo cho em này.
Em này size em là size 44. Con này size 44, bác nào chân 44 đâu? BLV em có bán đâu anh. Em nay chạy bộ size 44 cho em nha. Trời ơi, nó mới này. Hàng chất chật chật luôn. Cho mình nữa. Size 44 ạ, lên cho em mã 147. Con này 450 ạ, mã 147 450 nhá. Em lên dần đấy ạ. Em lên một con Skechers này. Dao đấy. Trời ơi, mới tinh luôn. Skechers đẹp nhỉ. Đẹp. Dã man luôn. Con này size cho em là size 38, Skechers size 38. Không, con này size 39. Con này size 39 nha em nhá. Skechers size 39 ạ. Mới này. Skechers size 39 nha em ạ. Anh Phúc cho em con Adidas size. Con này 380k lên cho em mã 160. Ok. 380 mã 160. Con đáp gì? Adidas size 39 cho em đi anh. Bán thôi chứ không chơi nha. Này, tiếp theo một em Nai chạy bộ ạ. Đây này các bác chạy bộ lên chơi dòng này này. Chơi dòng này 160 đi. 160 cho mèo mèo mấy trăm đây? 380. Con này size cho là size 41. Quá rẻ cho một cuộc tình. Chạy bộ size 41 cho em này. Size 41 con này nhá. Con này 400k lên cho em mã 162. 400k mã 162 size 41. Nguyễn Sơn cọc 100k. Tiếp theo cho em con đế hơi này ạ. Chị nào múc con này đi, đẹp quá trời luôn. Con này quá đẹp luôn, size 36 này. Size 36 đế hơi em Nai này, trời ơi, mới chưa. Size 36 đế hơi. Khi nào lên giày đá bóng vậy? Giày đá bóng em vẫn còn đây, nhưng mà em chưa có thời gian lên. Lúc nào phải rảnh rảnh, anh Phúc 162 cho anh Quang Đỗ này. Con 39 còn đâu? 39 nào? 39 chơi cái chơi đây à? Bay đâu nào? Con này size nhá là size... À con này mã 32 nhá là size 36. Mã 32 size 36 350k. Quang đấu bao tiền đây? 400k. 400k. Chuyển khoản 100k đi hàng nhá. Ai có chưa k cảm thấy tin tưởng thì chuyển khoản hết đâu ăn cũng được. Chị nào đi bộ cho em đây. Đi bộ size 38.5. Đây con này 39 bon chen này. Đi bộ size 38.5 39 bon chen. Đây này mọi người nhìn đây này, cái đế này này, đi bộ ốp sát chân này. Đấy, có thấy ai em Việt Nam nhá, ai mi Việt Nam. Con này 350 lên cho mã 167 ạ, size 38.5, mã 167 size 38.5. Đây. Các bác cứ phải kiên trì ngồi cho em nhá, em lên đều cả nam lẫn nữ ạ. Một em Rolex cầu lông của nữ nha. Nam nếu mà con này vừa size nam không, con này không vừa size nam đâu. Con này size 37.5 Rolex, size 37.5 nha em ạ. Trời ơi, chị nào vừa con này thì múc đi. Con này 480k lên nha em, mã 838. 480 mã 38 ạ. Cầu lông em hết rồi, em chỉ còn mấy con linh tinh này thôi. Cầu lông nói chung hết. Đây có con cầu lông này lên nốt đỡ phải hỏi ạ. Con cầu lông này size 39 này. Cầu lông này size 39 nha. Con này 450 lên trên mã 177. Hết sạch cầu lông. Đấy. 38 cho chị Nguyễn Thị Thu Thành. Này ngày này toàn size to đấy rồi. Nguyễn Thị Thu Thành. Nhiều size to. Ôi. Đẹp phải là trưởng con này. Hàng siêu độc lạ đấy. Một con Adidas này mọi người. Em chưa nhìn thấy con này bao giờ đâu. Chưa nhìn thấy con Adidas này bao giờ đâu nhá. Con này cót vặn nhá. Ôi. Cực xịn luôn. Con này siêu độc lạ nha em ạ. 177 chốt lên số điện thoại. Adidas size 36 cho em con này nhá. Size 36 con này siêu VIP siêu hiếm lên mã 11. Mã 11 con này 450, 450k. 450 mới bán.
Asics 39 em chưa nhìn thấy anh ơi, Asics toàn 4 mấy rồi, không phải 39 đâu. Đây này. Những con hàng này không mua thì mua những con gì à rồi. Mua một con để nhớ mãi thì Phúc Xì Tuyển. 11 cho anh đá này. 450k. Trời ơi con hàng này. Con này 44 mới đâu. Con này sai nha, là sai 44 này, con này rồi. Ôi la hè. Con vặn đẹp quá. Sai 44 cho em con đẳng cấp này nhá. Đẳng cấp luôn. Con này 500k lên cho em, mã là mã 14. Sai 44, mã 14, 500k, to quá. Con này mà nhỏ thì khả năng là các bác tranh nhau rất là mạnh. Uma này, trời ơi. Không biết nó là cái hàng gì đây. Uma nhiều con đồ. Con này sai 40. Con này BMW. Ôi BMW. Bác nào sưu tập đi. Này. Có logo BMW này. 160 chốt cho meo meo người đấy mà. Các bác về sưu tập, yêu giày sưu tập đi. Này. Để có con giày đi này, phê. Mã 14. Con này sai 40 nhé em. Puma sai 40. Mã 14 là chốt cho anh Việt Dung. BMW. Con này lên nhé, mã 202 480k. Mã 202 480. Chết cha, hỏng hết giọng rồi. Con em mấy tiền đây? 500k. Khả năng phải nghỉ mấy hôm không nay rồi. Mới khỏi được cái bệnh này rồi. Không ổn chứ. Ok. Con này sò size 36 Indo. Sò size 36 Indo cho em nhá. Made in Indo size 36. Ổ mẹ hỏng rồi. Lên cho em mã 185. Mã 185 300k. Mã 185 300k. Đi hàng đẹp quá mà chốt không được, tiếc quá rồi. Ôi đấy khổ lắm, chốt còn không được mà người ta chốt được, người ta còn xả của em đấy, đau khổ không, rất là mệt mỏi. Nhiều người rất rảnh luôn, nhiều bác rất rảnh luôn đấy. Con này size 40 đây ạ, size 40 em, con Adidas này nhá, size 40 Adidas. Không còn từ nào để chê luôn. Mua chốt ai vậy? Mua chốt ai vậy? Con này lên nha, mã 102. Mã 102 450k nhá. 450k mã 102 nha em ạ. Em lên một con này, nam nữ đều đi được này. Ô con này size 39 được ạ. Em chuyển tiền rồi, nhận được chưa anh ơi? Chuyển con này size 38 nha em này. Em này Uma chưa chốt ai, ánh về tôi. Size 38 nha em nhá. Size 38 nha em ạ, mới tinh. Lên lại cho mọi người này, mọi người. Size 38 con này 380k lên mã 17. 380k mã 17 nha em nhá. Đây Puma PM Puma BMW vẫn còn đây ạ. BMW vẫn còn đây, con này 480 ạ. Con hàng này không cần phải kiểm nghiệm luôn. Rồi tóm lại nó chốt cho ánh nguyệt tô luôn. Bao nhiêu? 480. Sướng lắm. Nhìn con đấy đeo vào chân đẳng cấp. Con thì size 40 của ánh nguyệt tô nhá. Không về lại không vừa chân, chết cha. Về tặng bạn à. Con này New Balance size cho là size 43. Một con New Balance ạ. Trời ơi. Kinh chưa? Ai? Ôi kệ, anh lấy một con này. Lấy một con à? Lần sau không chốt tràn lan của em nhá, anh Thiên Dũng nhá. Chốt tràn lan không được đâu. Người ta lời rồi anh ơi. Con này size 43, con này 480 lên cho em mã 90 nhá. 480 lên mã 90 cho em này. Chứ cọc à? Vừa cọc 100. Mọi người lên nhớ là chốt nhiều mà xả nhiều là em cũng không được đâu nhá. Cái kiểu chốt tràn lan xong đến lúc xả tùm lum là rất là phá đám luôn. Ví dụ chốt được 3 4 con lại 5 xả. 5 con ấy, anh lấy 1 con thôi nhé. Chốt 5 con xong rồi xả 4 con thì tốt nhất là cũng không nên chốt, thật. Chốt thế là gọi là chốt phá đám. Thật sự đấy. Em nói rồi, nó em làm nhiều khi em nói thẳng luôn.
90 cho anh Toàn Nguyễn, Toàn Nguyễn bao tiền đây? Con này size cho em là size 42 cho em ạ. Size 42 con này nhá. Con này nếu mà để nói đi là cực êm, bởi vì cái phần này nó rất dày cho em nhá. Rất dày, đi vào chân êm lắm, mùa đông ấm. Con này mấy tiền à? 48. Con này size 42. 480. Lên nhé, mã 90 con này 400k, mã 90 400k nhá. Size 42. Ôi trời ơi anh ơi, em bán rồi anh ơi. Lúc để dưới đây mãi rồi anh làm chốt. Con đi bán rồi anh ơi. 90 chốt rồi anh ơi. Chốt mất rồi, con BMW bay mất rồi. Con này size là size 38 ạ. Một em Converse size 38. Converse size 38 cho em nhá. Converse size 38 300k lên cho em mã 89 ạ. 300k mã 89, Nguyễn Mơ giày đẹp. Ok, thank you, thank you. Thank you very much. Lên 2 mã 90 đi. Éo được em nào, Quỳnh Nguyễn rồi. Quang hàng chốt mã 90. Quỳnh Nguyễn lại tiêu cực rồi. Cố gắng chốt đi. Em đây. Quỳnh Nguyễn size bao nhiêu? Con này bán tiền là lên 2 mã 90 đi tiếp. 400k. Tiếp theo cho em con này nha. Con này con Nike size 40.5. Nike size 40 đây này, các bác đi bộ phải chơi con này này này, mềm này. Uyển chuyển bàn chân này. Size 40.5 nha em con này nha. Rất đẹp luôn. Hàng đỉnh cao. 89 cho anh Vũ Quang. Con này lên nha em mã 44 450k, mã 44 450 nha. Yên tâm mọi người, hôm trước không chốt được, chắc chắn hôm nay chốt được. Tại vì hôm nay nhiều hàng lắm. Ở đây có ai đang nợ xa bờ inbox cho bạn kia. Bao tiền đây, còn vớt đây. 300k. 300k cho anh Vũ Quang nhá. Tiếp theo em Nike này size 41 cho em này. Đây này, em cứ phải review cái đế này các bác biết đúng không ạ? Mẹ, cởi dây kém quá. Em này size 41 nhá. Đẹp. Mới nha. Hàng rất mới luôn các bạn. Hàng cực kỳ mới. 450 lên mã 51 nha. 450 mã 51 ạ. Hàng này nhà em là gọi là hàng bao đầu công các bác ạ. Bao từ đầu cái container ấy, chứ không phải bao đầu kiện nữa. Đấy. Em Phúc đẹp trai chào anh Dương Văn Tám nha. Mã 44 cho con Cola. Con Cola chốt chắc hàng nha. Anh hôm nay Thanh Phước chốt mã 151. Anh không phải vừa lầu cơm vừa chọn hàng nữa à. Con này size cho em là size 38. Size 38 Reebok. Trời ơi, con Reebok size 38 này. Trời ơi này. Con này hôm trước bán còn 500. Đỉnh cao luôn ạ. Size này mua em bao tiền đây? Con này 450 lên nha, mã 153 nha. 450 hết. 450 mã 153 nha. Rất rẻ thôi. Thật sự. Các bác cứ chốt thoải mái đi. Đấy, dày lọt cả xuống đây này. Còn dã man đẹp nè. Nó nhiều quá, nó lọt cả xuống chân. Hôm nay không dám hò hét, nó hỏng, đang bị viêm họng. Viêm thanh quản. Con này size 36.5 nha. 51 có rồi, người chốt rồi nha. Con này size 36 này. Hôm trước ai hỏi Hồng này rồi. Ôi, chị nào múc cho em con này đi. Em nhớ chứ anh, em nhớ anh lắm. Lên nhé mã 05 này. Lên nhé mã 05 con này 380k. 380k size 36. Size 36 mã 05. Con này đắt tiền làm đấy. Rồi ôi rồi ơi, chị nào chốt em này đi. Trời ơi trời ơi, size 38. Like em mắc này. Đây, toàn đẹp đây, Nghiệp Nguyễn đẹp đây. Cho xem lại 51 với. 51 người ta chốt rồi anh ơi. 51 chốt rồi, con này lên em mã 43 nhá. Em Nike em mắc này 400k nha em ạ. Size 38 400k mã 43. Trời ơi, được con hàng nào đẹp con đấy. 39 40 phải chờ em thôi. Con nào em nhìn muốn lên, tự dưng chọn con nào muốn lên. Khổ. Đẹp vãi. Đúng đẹp vãi cả nhà này.
Mã 43. Cho anh Hoàng Giang nhá. Sai con này, sai 43. Hôm nay tự dưng 40, 41 nó hơi ít. Đấy, 400k. Sai 43 cho em đây, có mới chưa? Cả nhà mới chưa? Đẹp quá. Con này 450 lên nhá, mã 27. Mã 27. Mạng lắc quá không thấy rõ, mọi người có xem rõ không? Comment cho em cái đi, xem rõ không? Comment cho em cái. Không xem rõ, comment cho em cái. Rõ mà, đấy, rõ mà. Xem giết thời gian mà hứa không bấm. Tiếp theo con Puma này. Trời ơi, con Puma này sướng này. Con Puma size là size 42 ạ. Puma size 42 cho em nha. Con nào cũng chất luôn. Puma size 42, con này 400k mã 59. 400k mã 59 cho em ạ. Rồi ơi, tí chụp ảnh cho nhá. Gửi cho quá chân nhá. Mắng. Lấy tiền nhỉ. Ai dám mắng anh. Con này size là size 38 này ạ. Adidas chuẩn hãng nha em này. Rồi ôi. Mùa đông rồi. Size 38 con này 300k lên nha, mã 01 nha. 300k mã 01 ạ. Bán rẻ quá. 300k mã 01. Tiếp theo con Adidas đây ạ. Adidas màu xanh cho em nhá. Bạn mình ơi. Dòng thì... ôi, con này mà đầy form đi. Con này size nha là size 43. Màu xanh ngọc size 43. Em Adidas này rất đơn giản thôi, nhưng mà đi bộ thì không hề đơn giản thế nào đâu ạ. Con này 450 lên cho em mã 02 nha. Mã 02 450 ạ. Lên size 43 cho anh ý kìa. Đấy, size 43 đấy. Anh ơi, size 43 nhé, em được cấm mà. Đây, size 43 cả vựa đây mày. Không được ơi, quy định nhé, phải cầm tiền khoản 100k và đi hàng nhá. Chân 21 thì size bao nhiêu anh ơi? 21 à? 43 này mã 02. Chân 21 đi 33. Con này size 42.5, Reebok size 42.5. Hàng chốt tối qua đi hàng chưa? Đi rồi. Nhà mình cọc là đi rồi ạ. Con này size 42.5 cho em nhá. Reebok size 42.5 mới tinh luôn. Con này 4... Ok, Quỳnh Nguyễn chốt mã 02, ba tiền ơi. Con này 400k lên trên mã 152 ạ. 400k mã 152 nhá. Con 450. Đinh 39 không có ạ. Đinh 39 không có. Em này Adidas size 38 này. Adidas chạy bộ size 38 con này nha. Chạy bộ size 38 con này 300k lên cho em mã là mã 23. Mã 23 cho em ạ. Em cho anh số tài khoản ở đấy. Có, em lên nữ đây, em vẫn lên nữ đây, 38 cái thứ này. Trời ơi, tí nữa chụp ảnh, mai chụp ảnh anh nhá. Một em đế hơi cho em nhá. Con này đế hơi size cho là size 41. Trời ơi, đế hơi 41 đây. Múc ngay đi cho em con này. Xem lại mã 02, mã 44 của em bao nhiêu tiền đó, anh Phúc vậy. Có giá rồi, lát nữa nhân viên chụp hình cho. Đây 450 em ơi. Size 41 con đế hơi này cho em nha. Con này 450 lên cho mã 85 này. 450 mã 85 nha. Anh Phúc nói chị Quỳnh anh đẹp quá kìa. Mua hết hàng rồi. Chính là cho nó giá xấu. Con này Puma này. Bạn em mua lại hết rồi á à? Kéo bạn vào đây đi đỡ mua lại. Mua. À, con này size 43 Puma cho em ạ. Size 43 Puma cho em con này nha. Puma con này 400k lên cho em mã là mã 29 ạ. 400k mã 29 ạ. 800k đây. 450.
Xuân Huỳnh 450k. Chơi xin vứt em con nai này. Tiếp theo con nai size 42.5 ạ. Line size 42.5 cho em con này nha. Tất cả đều mới ạ. Size 42.5. Lên em mã 60 ạ. Mã 60 con này 400k, mã 60 400k nha. Easy Ultrabot tối mai rồi, lâu lắm mới nhìn thấy ông Ben Huỳnh vào đây. Là Hà Ni. Tối mai nhá, mình sáng mai bắt đầu mình làm hàng đấy. Hàng đấy thì nó cũng về rồi đấy. Nó về rồi nhưng mà đang chưa có thời gian nào. Con này size 37.5, chị nào múc ngay em này đi, mới đét luôn này. Size 37.5 nha. Lên em mã 149 ạ. Mã 149 con này 380. 380 ạ. Bóng đá size 39 nha em, hết sạch rồi. Nguyễn Minh Dương ạ, hết sạch rồi. Một em Puma, trời ơi, Puma độc lạ chưa? Có quả dây gọi là số 102 trên thế giới. Puma này là Puma của nữ. Đấy, thắt phát thành cái lơ luôn này. Con này size 39. Puma size 39 nha em nhá. 60 cho Khang Định. Puma đẹp tuyệt vời luôn. Lên nha, mã 19 350k. Mã 19 350 ạ. Đấy, sướng chưa các bạn? Tối nay chốt chỉ có phê thôi. Nhức lách chưa? Ôi dồi ôi, con hàng này nhức lách luôn. Kêu lắm chỉ hỏng giọng thôi. Giờ chốt giày ra buổi sáng được không? Ôi dồi ôi, phan phan. Em bây giờ em không nhớ cái gì luôn buổi sáng luôn đâu. Ngày nhiều việc quá lộn xộn hết. Con này size cho là size 41 này. Size 41 con đát này nha. Size 41 con đát này nha. 60 bảy tiền ơi. Lên nha, mã 40 ạ. Mã 40 con đát này 450 ạ. Con này 400k. Đẹp không? Mọi người đẹp quá đẹp luôn. Đây AF1 đây. 149 bảy tiền ơi. 38. Bóng đinh em hết rồi, bóng đinh toàn 42, 43 thôi, còn thôi. Bỏ mẹ con này size 35.5 thôi. Đế cao luôn. Cô nào đi 35.5 vớ được con này thì gọi là sung có bà sướng luôn. Bởi vì con này hàng si hiếm lắm, để đế cao này. Con này 350k lên nha, mã 180, size 35.5. 350k mã 180 nhá. Anh ơi có ASIC. Đề gheo có à, 37 á, 37. 340 cho anh Phong Nguyễn nhá. 37 chưa nhìn thấy con nào. Mọi người cố gắng ngồi nhá, mọi người cố gắng ngồi vừa xem vừa chiêm ngưỡng giày. 180 lúc... Trần Nguyên. Lúc nào đến con của mình thì chốt nhá. Tại vì là em không thể nào em nên theo ý mọi người được. Chốt mã 180. Trời đẹp con đấy. Con này size cho em là size 38 này. Em nay này cũng rất xinh luôn. Rất xinh size 38. 180 mà giấy 1 bao tiền ở đây. Đấy, 135, con đấy 45. Này, đẹp quá. Con này size 38 nhá. Chân 24 lên nha, mã 79 à. Con này cũng 350, mã 79, 350 nhá. Anh trước mã 40 mà em rồi, Nguyễn Văn Minh. Anh rất thiệt hại cho. Anh ơi, anh sau rồi, nhà em chốt máy chủ rồi, yên tâm. Ngày nào bọn em cũng cho mọi người xem máy chủ rồi. Con này size 44 cho em ạ. New Balance size 44 cho em nha. New Balance da lộn size 44 rất đơn giản thôi. Con này đi ở ngoài đường các thứ đi gọi là rất là năng động. Con này lên cho em mã 34 ạ. Mã 34 con này 380k nhá, size 44. 380 size 44. 200 đôi đấy. Em biết em có. Em có trụ rồi 200 đôi này không? Con này size 38 tiếp này. Size 38 Adidas cho em nha. Size 38 của nữ Adidas, nam đi được, nam nữ đi được. Lên cho em mã là mã 64. Mã 64 con này 300k, mã 64 nhá. Mã 79. Mã 79 cho anh Trường Nguyễn Hữu. Có mấy con ASIC đấy nhưng mà em chưa nhìn thấy đâu, cả đống đây này. Con này size cho là size 40.5. Em nên ngẫu nhiên mọi người ạ, bởi vì là đổ cả hai kiện ra đây nên là nên ngẫu nhiên nhá.
size 40.5 nha em nhá. Con Reebok size 40.5 ạ. Con này 4 mấy tiền đây. Con này 400k lên cho em mã 174 ạ. 400k mã 174 còn này 35. Sáu tư chốt cho chị Hoa Hằng. Kiểm tra giúp anh trước nhé. Con này made in Indo size 36 cho em ạ. Con sò made in Indo size 36 siêu độc lạ luôn. Size 36 siêu độc lạ. Con này 300k lên nha, mã 171 nha. 300k mã 171 ạ. 38.5 đi shop 38 em nên nhiều mà. 64 7 tiên Adidas phản quang đây. 300k. 300k cả nhà nhá. Ôi nice này. Đẹp quá là trưởng luôn. Đi bộ đi, con này là nam nữ đi được, các bác size nhỏ đi được này. Ôi dồi, con này có size 36.5 thôi. Con này size 36.5 nha em nhá. Size 36.5 ạ, à. Đẹp chưa? Đế là sơn nhá, đế này toàn bộ là sơn đế đấy nhá, không phải là nhìn. Mọi người nhìn sơn chưa? Khoa sơn này. Con này 350k lên nha, mã là mã 85. 350 mã 85 nha em nhá. 350k mà 85 nhá. Con Reebok này size 40 ạ. Reebok size 40 ạ. Con này có thể đánh bóng chuyền nhá. Reebok size 40 nha em này. Rất đẹp luôn Reebok này ạ. Con này một lên nha, mã 140 400k. Mã 140 400k. Em nay này size 36.5 ạ. Lai size 36.5 đây ạ. Lại sơn đế, rất đẹp luôn. Con này là đẹp lắm, mới tinh luôn. Con này 350 lên nha, mã 54. 350 mã 54 nha. Mốc đẹp nhỉ. Tiếp theo con Dart này size cho là size 37 ạ. Dart size 37 em này. Dart size 37 nha. Giày da bóng mai mấy hôm nữa ạ. Lên cho em mã 141 ạ, size 37 141 cho em nhá. Em lên một con siêu phẩm line siêu phẩm 141 nhá. 141 cho anh Hoàng Giang. Một em line siêu phẩm. Ôi trời ơi, con này gold à. Mọi người chiêm ngưỡng hộ em cái con này kinh điển không? Lần đầu tiên nhìn thấy con giày này. Con này gôn rồi. Này, điện rồi. Đẹp quá. Con này bao tiền Adidas size 37? 300. Con này size nha là size 36.5. Đế Luna Lon. Trời ơi này. Em không biết phải gì không à, cái đế này đế gì không biết này. Gôn. Gold đấy. Tuyết à? Bao tiền đây? Size 36.5 con này 450k lên nha, mã 101 ạ. Con này 300k. Con này 450 mã 101 cho size 36.5 nhá. Quá đẹp. Quá đẹp. Đẹp. Quá đẹp luôn. Nam hết rồi nhỉ? Mua về trưng bày cũng được. Mua về trưng bày mà, đẹp mà. Không một chốt cho gì gì nhá, gì gì chốt chắc là mình nhá. Tiếp theo cho em con Nai ạ, size 42 nhá. Nai size 42 ạ. Em Nai này size 42 cho em này. Con em mình quá rẻ luôn. Line mới size 42. Size 42. Lên nha, mã 70 con này 350k. À xin lỗi, 450k. Mã 70 450k nha. Đây các bác chốt đi. Con này chả bao giờ ế đâu. Nói thật các bác, con này không bao giờ ế luôn. Ai chưa có thì chốt đi. Con này toàn tranh nhau thôi.
Con này hôm có hôm em nhức đầu những con như thế này. Con này size 41 cho em này. Ôi giời, 41 quốc dân luôn. Giá bao giờ ế luôn con này. Em bán 450 thôi ạ. Anh không lên lấy lốt cho em à? Lên cho em mã 66, 450 mã 66, 450 mã 66. Đây có một đống này mà này. Một con tennis của nữ nhá. Một con tennis của nữ cho em. Hoa một đống này bên này anh đã lấy đâu? Con này size cho em là size 36 tennis nữ. Hết đâu rồi. Size 36 tennis nữ. Đẹp quá con này này. Gì em bảo cho biết này lúc em đang con tennis này lên cho em mã 14 ạ. Mã 14 con này 450 nhá. 450 mã 14 ạ. Mã 10 ai chốt thì lên số điện thoại mọi người ơi. Mã 66 chốt đi. Bánh quẩy. Mã 66 trung hô chốt thì lên số điện thoại. Bộ đội, like bộ đội. Mày đẹp nhỉ, bác là chân to đi đẹp quá đẹp. Màu bộ đội siêu hiếm luôn nhá. Bánh quẩy hồ tê đê. Đẹp quẩy. Con này này cực hiếm luôn ạ. Đẹp quá. 66 trung hô chốt thì lên số điện thoại. Bao nhiêu tiền em 66 gì đã đây? Con này này size cho là size 44, 45 đi vừa nha. 44, 45 đi vừa nha. Con này 45, 10 ạ. 44, 45 đi vừa em like này cho em nha. Trời ơi đẹp chưa? Like mắc bộ đội. Con này 500k lên nha, mã 154 ạ. 500k mã 154 cho em nha. Hiếm lắm. Con này đẹp nhé. Trời ơi, thôi cháu đi. Này. Đây đi. Đẹp. Màu đẹp thật. Mình thích em thích trời độc nè. 154 Hoàng Giang 150. 500k. Con này size cho em size 41 ạ. Em nay lại size 41 cho em rồi. Ôi con này mà 38, 39 thì thật sự mọi người này. Ôi dồi ôi, chị nào vừa đi. Đây 43 đi Phúc ơi. Này. Size 41 cho em nhá. Thật sự mọi người, số này em bốc luôn á. Kìa mã 180 nhường cho mừng lại cho Ngọc Trần Triệu kìa. Nhé. Ghi Ngọc Trần Triệu vào đây. Em này size cho size 41 nên em là mã 42 450. Mã 42 450k nhá. Size 43 đầy mà. Em lên size 43 bao nhiêu luôn. Chơi vứt cho em lộn cho em ít hàng rồi thủ ra đây. Đúng không? Ừ, tất nhiên lên vào bảo em không. Con này made in Indo size 45 ạ. Made in Indo sò size 45. Không biết có bác nào 45 không? Tất nhiên bảo em không. Made in Indo sò size 45 em ạ. Em banh rồi, em chấp hai size 45 lên nhé, okay. Mã 179 con này 350 ạ. Ok gì đi. Mã 179 350. Chuẩn rồi đấy, chị tinh rồi đấy. Con này gì đấy, đạp xe à? Đấy bác nào vừa hỏi đạp xe đây phải không? Giày đẹp mà. Con của bà Trần Nguyễn không? Ôi ôi. Chốt chị Ngọc Trần Triều mà đấy nhá. Ủa con này size 42 cho em này. Con này đạp xe làm gì mọi người. Này. Size 42 cho em nhá. Size 42 con này 450 lên cho em mã là mã 142 ạ. Mã 142 chuẩn hãng Adidas. Đẹp chưa? Alo. Ai đấy ạ? Con này size 38.5. Nam nữ đều đi ok nhá. Size 38.5 cũng cho em con này ạ. Size 38.5 con này 400k. Nên em mã 150 ạ. 400k mã 150 nhá. Em giao dịch vào Messenger đi. Em chơi cần gì anh nhắn tin lên cho rồi thì nhắn lên các bạn để các bạn biết nó đặt rồi. Siêu phẩm không em ạ? Con này siêu phẩm nhá. Ôi. Ok anh luôn nhá. Em đang live stream đấy nhá. Trời ơi, con Nike E này. Chắc chắn luôn, sợ thật. 150 chốt cho chị Vũ Hiếu. Đẹp, bái cả trưởng luôn. Chốt cho chị Nguyễn Hồng nhá, 150.
Em này size cho là size 42 nhá. Mấy trăm? Em này size 42 cho em ạ. Con này 500k nhá. 500k size 42 lên cho em mã. Lên cho em mã 10. Lên cho em mã 10 500k nhá. Con này 38 à. 38.5. 3. Con này size 42. Hả? Con này 400k. 400k cho chị Nguyễn Hồng. Mã 10 cho Đỗ Quang Trung. Chửi gì? Kéo được rồi con này. 41. Con này 41 thôi anh Nguyễn này ơi. Anh Đỗ Quang Trung ơi, con này 42 không đi được đâu. Con này 41 em xin lỗi nha. Em báo lại. Tại vì em thấy cái form nó nhỏ mà nhìn cái số đây thì nói form nó nhỏ nhá. Con này size 41 em thử chân rồi. Size 41 cho em nhá. Chốt lại cho em mã này là mã 10 mọi người lên nhá. Size 41 cho em ạ. Mã 10. Con này để điểm gold đấy. Không phải để điểm bóng đâu. Con nào? Con đây này. Ờ. Đỗ Quang Trung có ok thì ok em cả ấy. Con thì size 41. Con này size 36 này. Em Nike E size 36 ạ. Nike E size 36 cho em con này nhá. Lên nha, mã 152 con này 350k. Mã 152 350k nhá. Mã 10 em chốt cho anh Hưng Dinh nhá. Con đấy nó bị cái này nó nhảy sai á. Em phải thử lại. Rồi. 152 Ngọc Trần Triệu nhá. Rồi ôi, giày này. Sướng phê luôn. 152 mấy tiền? Mới nhỉ? 350. Con này size 40.5. Size 40.5 em này ạ. Đẹp quá. Ôi. Sờ và chắc chắn luôn. Size 40.5 nhá. Con này 450k lên nha, mã 28 ạ. 450 mã 28 nhá. Bóng đá 39 em không còn đâu. Con nào đi anh cũng chốt. Nghe rồi. Hả? Chưa mấy người chốt. Thế mà không được à? Toàn sao à? Không biết chốt mấy đồ không được được. Tiếp theo Puma size 40.5 ạ. Con này sai cho em là sai 40.5. Thôi nhá, nhắn tin nhá. Chốt mã 28 cho anh Lương Nam. Puma sai 40.5 ạ. 40.5 nha em nhá. 450. Lên cho em mã 178. 450 mã 178. Hả? Đấy, đúng không? Mã 178 nha em nhá. Con này 450. Size 43 trắng á. Chờ em tí có đấy. Đây. Đây này. Bác nào chốt con này rồi. Ôi, Adidas chuẩn 178 cho anh Hoàng Mạnh Hùng. Mới quá. Tiếp tục size 41 nha các bác. Ngồi 41 rên sướng này. Hoàng Mạnh Hùng bao nhiêu tiền đây? 450. Size 41 cho em này. 41 Adidas nha. Con này cũng 450 nên mã 164. Mã 164 cho em nha. Đây, size các chị đây. Anh không biết bán hàng à anh? Có chứ, anh có biết mà. Con này size 36 Indo. Size 36, trời ơi này. Adidas Indo này. 164 cho anh Võ Thành Phước. Size 36 made in Indo này. Mới quá. Con này 380 lên trên mã 155. 380 mã 155 nhá. 350 à? Ừ. Rồi. Đây. Anh Hoàng Mạnh Hùng chốt chắc hàng nhá anh nhá. Con này size 37.5. Con này là một cái phiên bản đặc biệt mọi người nhá. Con này 380. Size 37.5 nha em ạ. 380 Hoàng Mạnh Hùng. Ôi vàng chóe luôn.
có những cái viền này, có những cái đế này. Con này 450k nhá, size 37.5, 450k lên nhá, mã 20 ạ. Mọi người sẽ có những con giày độc và lạ đi vào chân, khác biệt với tất cả mọi người. Bỏ lại phía sau là tất cả mọi người. Size nhá, size 37.5, mã 20, 450k. Em có một con siêu phẩm Kappa nhá. Siêu phẩm Kappa. Mã 20 cho anh Minh Đường. Con Kappa này size 43. Bác nào của bác nào vừa kêu màu sáng đây. Trời con ơi. Con này con nai vàng còn phản quang luôn đấy. Đây. Kappa cho em nhá. Đế đây, đế mới tinh. Anh gì nhỉ? Trường nguyên hữu ấy mà. Siêu phẩm Kappa. Trời ơi con này đẹp lắm. Con này size là size 43 nhá. Anh chốt Kappa được. Size 43. À. Con này 550. Lên em mã 165. 550 mã 165 cho em nhá. Đây rồi. Con này phản 37 màu. Alo. Hả? Ôi giời ơi. Ờ nhá. Ờ nhá. Quỳnh Anh hay soi chồng thế. Tiếp theo này. Chỉ có siêu phẩm thôi, chỉ có siêu phẩm thôi cả nhà nhá. 175 cho anh Nguyễn Thanh sang. Ôi 270C hợp oai này. 270C hợp oai này. Ôi giời ôi giời. 450 ạ. À? Con này size cho là size 42 nhá. Con này 550. Con này của em 700k nhá. Con 270C này 700k của em nhá, 700k cho em nhá. Lên em mã 53. Size 42 mã 53. Size 42 mã 53 siêu phẩm 270C. Tiếp theo cho em này. Giày đẹp màu không vừa á. Trời ơi. Rồi ôi con nai da này. Trời ơi con nai da này mọi người ơi. Con nai da này. Dã man luôn con này luôn. Nó còn có chữ đằng trước này. Đẹp quá. Em này size nhá là size 41. Em này size 41, Naija size 41. Con này 43 cho Nguyễn Thế Sơn. Con này 450 nhá. Con này 450. Lên em mã 158 ạ. Lên em mã 158 ạ. Mã 158 ạ. Mã nào anh cho. Bác nào chủ nhân con Tiger này đây. Bác nào chủ nhân con. Bác nào chủ nhân em Tiger size 40 này đây. Tiger size 40 ạ. Những con này đi vào chân thì cực đẹp luôn ạ. Em Tiger này 400k lên nha. Mã 97 size 40. Mã 97 size 40 nhá Tiger. Em Adidas cao cổ ạ. Của chị nào đây. Màu rất đẹp luôn nhá. Màu cực đẹp luôn ạ. Phần dây này cũng vậy nhá. Nó phối màu này. Xanh đỏ rất đẹp Adidas. Con này size cho em là size 38. Không phải, size 37.5. Size 37.5. Em đi con nào anh chốt thì sao. Size 37, 37.5. Lên em mã 66 ạ. Con này 350k mã 66350 nhá. Mi Tuyên 97. Con này Reebok size cho là size 37.5 ạ. Reebok size 37.5 cho em nhá. Mi Tuyên lên số điện thoại nhá. Size 37.5 lên nhá, mã 21300k, mã 21300k.
Cháu, cháu cho chị Dinh Thúy Trinh. Ôi dồi ôi, đẹp ghê, dì bút này. Ôi dồi ôi, đẹp hoàn hảo luôn. Dinh Thúy Trinh con này mấy tiền đây? 350. Con này đẹp. Con cô la chốt mã 97. Ờ, tưởng mã 97 cùng đấy, mã ý nữa. Anh chị không lên số điện thoại. Con này size cho em là size 43. Size 43 nha em nhá. Size 43 400k lên nha, mã 146. Mã 146 cho em 400k. Con này 700 này nhỉ, nó cổ cao. 350. 350k. Đẹp ghê. Nguyễn Thu Hiền chốt mã 21. Em này made in Indo size 38. Indo size 38. Made in Indo size 38 nha em ạ. Con này 380 lên cho em mã 87 ạ. 380 mã 87 nha. Ai thích con gà này không? Gà đây này. Một con gà trắng đây này. Hàng kinh khủng luôn. 146 cho Nguyễn Tuyết Mai, 87 cho Nguyễn Ngô Tuấn Long. Con gà này size là size 42. Gà size 42 nha. Gà size 42 cho em ạ. Kinh dày, kinh điển luôn con dày này. Đi con này phải gọi là quý tộc, đẳng cấp luôn ạ. Con gà này size 42, 480 lên nha, mã 169 nhá. 400k. Mã 169 480 ạ. Càng về cuối càng hàng đẹp. Con này size 38 ạ. Em nai trắng này size 38 cho em nha. Size 38 ạ. Em này 300k lên cho em mã 81 ạ. 300k mã 81 nha. Một em ca squid cho em này. Gà trắng phố xanh. Đó, 43. Nguyễn Thảo chốt mã 86 thì lên số điện thoại bạn ơi. Gà 40 không có ạ. Gà 40 không có đâu ạ. Con này ca squid size 39. Trời ơi, mãi mới một con. Mãi mới có con dày size 39. Con này thì lại đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. 169 cho Hiền Phạm. Này. Size 39 nha em nha. Mãi mới có một con size 39. Con này 400k lên nha, mã 161 ạ. 400k mã 161 nha. 48. Đại ca nào làm chủ con van này đây. Bác nào làm chủ con van này đây. Đây. Con van này nó không phải bằng vải nhá. Con van này còn van bằng da nó mới sợ này. Trời ơi, mới tinh. Con này sai mình đi ngay. Rồi đi ngay con này rồi. Con này sai 42.5 nó lại hơi thừa chân mình. Sai 42.5 nhá. Con van sai 42.5 ạ. À. Con này 480 lên cho em mã 95. 480 mã 95 em van nhá. Gà được hai rồi. Ngay mà 42 thì mình. Gà được hai gà cái. Đúc smook luôn này. Cứ đẹp lại không phải sai thế mới đèn đúng không? Gà được hai gà cái đấy anh ơi. Tiếp theo con này chạy bộ, size cho là size 42 ạ. Chạy bộ size 42. Đây, xanh. Chạy bộ size 42 mới tinh nhá. Con này là 450 lên cho mã 55 này. 450 mã 55 95 nhá. Mã 95 cho anh Nguyễn Nguyễn. Nguyễn nào thế? Có phải không? Nguyễn mấy trăm này. Tiếp theo con Azirat này size cho là size 38 ạ. Màu rất đẹp luôn, nữ tính luôn. Con 48. Con này size 38 Azirat. Mới tinh luôn. Con này 350 lên cho em mã 14 184 ạ.
350 mã 184 nhá. Con cà quýt này chưa ai đấy ạ. Lên tiếp con cà quýt nữa cho mọi người xem. Kiwit, kiwit. Cà quýt. Cà quýt. Con này Adidas. Con này Adidas. Con này Adidas nhá. Đẹp, con Adidas này độc và đẹp luôn. Đấy. Giúp chị size 43 màu tối đi, em dài, ok chị. Con này size 42. Adidas size 42 ạ. Trời ơi, con này đẹp chưa? Con này đẹp chưa? Con này 450 lên nha, mã 80 ạ. 450 mã 80 nhá. Tiếp theo cho em con Nike này size 42. Trời ơi, sao toàn size 42 vậy? Nike size 42 chạy bộ cho em nhá. Hết pin rồi, ưu tiên em ơi. Lên em con này là 400k lên cho em mã 168 ạ. 400k mã 168 nhá. Chị ơi lấy cho em con 43 đây cả. 80 cho Lâm Gia Huy. Lâm Gia Huy mấy lít đây? Em lên một con siêu phẩm này. Một con siêu phẩm Nike này. Xong hai chuyện được ít chưa? Đưa cho em con kia đi, cho em con kia. Con này thích đấy, đấy. Ôi, con này đẹp này. Con này mấy tiền? 450 à? 160. 168 cho anh Việt Tuyết Hồ. Con này size cho là size 42.5 ạ. Chưa thấy 43. Chán thật. Tiếp tục size 42.5 ạ. Rất vừa bạn này. Rồi ôi con này này nha. Con này này đẳng cấp chung của em nhá. Con này 480 lên nha, mã 156. 480 mã 156 nhá. 1 em Asics đây ạ. À. Mãi mới lên được em Asics này. Siêu phẩm. Siêu phẩm Asics. Chưa bao giờ về em Asics như này luôn mọi người ạ. Chưa bao giờ về luôn. Thật sự là như vậy. Chưa bao giờ về con Asics này luôn ạ. Ôi, đẹp vãi tung trưởng luôn. Đây, em phải buộc vào mọi người chiêm ngưỡng cái dáng của nó, con Asics này. Một 56 cho anh Toàn Nguyễn. Một con Asics không chê vào đâu được luôn. Con Asics này cũng size 42. Asics size 42 nhá. 450 em này hả? 48. 480k. Con Asics này lên nha, mã 78 ạ. Mã 78 con này 550 cho em nhá. 550 mới 100%. Mới 100% nhá. Mã 78. Ồ này đi bộ về. Tiếp theo con sò này. 78 cho Minh Nương, 500k. Con sò Made in Indo size 40. Size 40 con sò này. Indo size 40. 500k rẻ đấy. 550. Con này 350k lên nha, mã 76 ạ. 350k mã 76 nha. Sao lỡ ra mà cũng không thấy. Tiếp theo con này size lữ ạ. À. Lữ size cho là 37.5. Size 37.5 cho em nhá. Con này thì mọi người biết rồi ạ. À. Con này form dáng đi rất là đẹp chân nhá. 461 là cái gì ạ anh? Size 7, 37.5 này. 37.5. Mã này, mã mã. Lên nhá, mã 88 con này 350 ạ. Mã 88 350 nhá, mã 88 350. Sò lữ đây.
Thế này thì bao giờ mới chen được. Con này sò nữ này, Made in Indo size 36. Sò nữ size 36 cho em nhá. Sò nữ 280k lên nha, mã 78 ạ. Mã 78, 280. Con này à, con nai da nhá. Ui dồi ôi. Này. Trời ơi, đẹp quá. Con này size cho là size 40.5. Size 40.5. Lên cho em mã 161. Con này 400k. Mã 161 400k. Ủa, cổ tách đẹp thế. Lai cô tách hay là này gì đấy. Đây, cổ tách. Này. Con này à, cực hiếm luôn mọi người nhá. Cực hiếm luôn. Dòng này mọi người biết rồi đúng không ạ? Dòng này thường là đi quần jean mà khoác áo gió thì gọi là đỉnh luôn. Con này size cho là size 42 ạ, à, mới tinh. Size 42. Đi quần jean khoác áo gió. Lên nhé, mã 161 cho anh Tuấn Nguyên. Con này mã 149 nhá. Mã 149 con này ạ. À. Con này 400k. Mã 149 400k. Vẫn chốt à? Tiếp theo rồi, ôi con này là con này. Tuấn Nguyễn bao tiền đây? 400k. Cái logo này rồi, cái logo này. Sướng nhỉ mọi người, sướng nhỉ. Chuẩn bị mùa đông rồi, chuẩn bị thay giày, mọi người thay giày mùa hè đi. Thay giày cái đợt đầu mà chốt nhỉ. Thề luôn anh nhé, em bán giày thể thao nhưng mà em đang thích mùa đông lắm thật. Để em diện quần áo thể thao mà. Quần áo nỉ ấy mọi người. Quần áo nỉ, quần áo dài thể thao đấy, mà đi giày thể thao thì nhấc cốp luôn. Em chơi mỗi ngày vẫn đổi cho nó nát mắt luôn. Con này size cho là size 42. Size 42 nhá, mới tinh. Size 42 lên cho em mã là mã 150 ạ. Mã 150 cho em nhá. Mã 150 ạ. Con này 450 ạ. Mã 149 chốt đi. 149 cho anh Tuyến Lưu. Thề không có chốt con này bao giờ. Đẹp quá. Mã 10 size bao nhiêu vậy em? Trời ơi, con gì đấy? Con bảo mẹ này con gì? Ôi, Adidas này. Adidas lần đầu tiên thấy con Adidas mà cái kiểu form như kiểu này mọi người ạ. Không có lưỡi ngà luôn này. Trời ơi, con Adidas này. Có tay không hiếm. Đặc cấp luôn. Con Adidas này size 41 này. Trời ơi. 150 cho Thanh Sơn. Con này đế Klimawam nha. Klimawam này. Trời ơi. Độc lạ nhá. Con này size 41, 450k lên nha. Mã 157. Mã 157 ạ. Thế nó đang là chút con cô tách này để chuyển khoản này em. Thế nó em đang muốn sử dụng nó lắm đấy. Tiếp theo Adidas size cho là size 38. Adidas size 38 hồng cho em nha. Đẹp. Con này Adidas hồng, con này lên nha, mã 142 300k. Mã 142 300k, đẹp lắm anh Bình Dương ạ, đẹp cực. 147 chốt thì lên số điện thoại mà anh ơi. Siêu phẩm cho cái chơi cho em này. Ai đã đi cái chơi thì biết rồi ạ. 450. Đạt Lê đúng cú pháp. Chốt mã 157. Con này Skechers size nha là size 43 nhá. Skechers size 43 cho em ạ. Size 43 con này ạ. Nên cho em mã 66 con này 400k. Mã 66 400k cho em nhá. Chai nước của cậu đây là. Đây tôi được tin hết rồi ạ. Mấy tiền em 157 đây? 450. 50. Tiếp theo Reebok cho em. Mã 66 cho chị Thủy Nguyễn nhá. Tiếp theo em Reebok này. Em Reebok này size cho là size 39 ạ. Mã em còn size 39. Reebok size 39 nha. Size 39 Reebok con này 380 lên cho mã 146 ạ. À xin lỗi. Con này Adidas. Adidas nha. Cách chờ là tiền ơi. Adidas 380 lên cho mã 146.
Picture 400k. Tiếp theo con Adidas này lên cho em là size 38 này. Adidas size 38 dán nhá. Adidas size 38. Chưa nghe mã đã thấy comment rồi. Thế thì phải khởi động lại máy đi của Ami VN nhá. Lên nhá mã 164. Con này 300k mã 164 size 38. Thật sự này nắm núp nhìn những con Puma như này em cũng không biết là siêu độc lạ. Puma màu 146 chốt cho anh Hoàng Quốc. Chưa bao giờ nhìn thấy những cái kiểu như này bao giờ thật sự. 146 300 à? 38. Màu này. Puma này. Con Puma này size 37 ạ. Puma size 37 em nhá. Con này 350. Nên em mã 70 ạ. Chị nào đeo vào chân thì thật sự phê con này. 350 mã 70. Nhìn quá độc lạ. Mọi người chứng ơi, con giày tím của em không? Một con giày màu tím. Size em là size 36. AF1. AF1 size 36 màu tím. Mã 70 chị Ngọc Diễm. Toàn độc lạ luôn. Nói chung là đi vào con giày chả giống ai cả. 350 à? Chả giống ai con AF1 này. Con AF1 này mã 27 350 đúng không? 350 con AF1 này nhá. Mã 27 size 36. Hoàng Quốc cho số tài khoản. Một con Adidas Climacool. Adidas Climacool. Con này chạy để mang lên đây. Con này chạy bộ giảm chấn cho em. Size cho là size 44. 27 nhung orin 700k đây. Size 44 em Adidas Climacool này. 350. Đeo con này trẻ ra mấy tuổi. Quá đẹp luôn. Size 44. Lên nghe mã là mã 17. Mã 17 con này 450. Một em này. Con này này cũng size 44.5 ạ. Mã 17 danh khoanh Nguyễn 450k. Con này size 44.5 đi vừa chốt niếp tiếp con này thì anh Khanh Nguyễn này. Anh Khanh Nguyễn chốt nốt con này đi ạ. Chốt nốt con này cho em đi ạ. Con này cũng 400k lên cho mã 66. Múc nốt đi anh. Múc nốt đi anh mã 66. Đẹp ghê con này sò. Lần đầu tiên thấy con sò xanh như này. Mới tinh. Siêu độc lạ. Made in Indo size 37 này. Trời ơi. Một con sò này mới tinh luôn. Ngửi nguyên mới luôn. Con sò này 380 lên mã 79 nha. Size 36 cho em ạ. À xin lỗi size 37. Size 37 380. Đây Asics đây. Các bác đi Asics đi. Đây. Da lộn Asics này. Chắc cười. Chắc đánh luôn Asics. Con này Tiger à? Không phải. À đúng rồi, Tiger. Một em Tiger Asics size 39. 79 cho mẹ Lê. Con Tiger nhá. Size 39 luôn nhá, siêu hiếm ạ. Riêng con này lúc nào lên này là chỉ có những người size 39 rất là hiếm luôn. Con Asics này 400k lên nha, mã 53 Tiger. 400k mã 53 Asics. 38 đấy, con đi 38 đấy.
nhớ nhá. Con đi 38. Ngồi đâu nữa quá. Một em Reebok size cho em là size 53 cho Hoàng Quốc nhá. Con này size 38, Reebok size 38 mới đét luôn. Reebok size 38 cho em nhá. Đẹp không? 480 à. Em này 300k đây nha, mã 60. 400. 300k mã 60. Ông ơi, bảo là còn 2 đơn. Bốn mốt siêu phẩm còn nhiều lắm, cả một đống đây này. Em giờ em mới lên được có một nửa thôi, lên một nửa thôi mà người đã yếu rồi. Lần nào xem cm cũng lên trước mã. Em quen rồi anh Bình Dương ạ, quen bố rồi, quen mẹ quen bố rồi. Con này size cho em là size 42 ạ. Con này Adidas da lộn size 42. Size 42 em này. Trời ơi nó phối đẹp quá ghê. Nó phối đẹp quá ta. Này. Size 42 em này ạ. Siêu phẩm cho em nhá. Con này lên nha, mã 141. Mã 141 450 ạ. Thằng nó ngọt thế nhỉ. Nó bên nó còn đường. Dày nữa đi anh nhiều. Dày nữa à. Hết siêu phẩm thì đi ngủ đi anh đi. Trần Minh Thắng này đi thì ngủ cái đi. Anh này ngồi trên đây anh nghỉ lên nhá, chị Dung nhá. Lên nha em, con này size 41 ạ. À. Em này size 41, em này size 41. Nó bị đè. Size 41 cho em con này nhá. Con này 380k lên nha em, mã 23. 380 mã 23. Trời ơi, bác nào chạy tập gym với cả chạy bộ đây. Múc con Fina này đi. Ôi, mới tinh này. Fina. Size 41 cho em này. Không ấy, sáng mai bác thùng đến đấy. Fina size cho em là size 41 nha. Đẹp, mới tinh. Con này 450 lên cho em, mã là mã 64. 23 cho anh Hoàng Giang. Mã 64 cho em nhá. 23 mấy tiền đây này? Đây, siêu phẩm đây này. Đây, mấy tiền đây này? 380. Đây, siêu phẩm đây này. Đây, nhưng mà siêu phẩm là gì ạ? Này. New Balance siêu phẩm đây, 574. Mình hôm nay chốt con ý thì nên số điện thoại. Nay 42 toàn đẹp đúng rồi ạ. Ôi dồi ôi. New Balance 574. Chị Hồng ơi cả. Em này size cho em là size 42.5 New Balance 574 ạ. 450k lên em mã 14 ạ. 450k mã 14. Đây lữ đây. Tiếp tục lữ cho em này. Chốt cho người khác luôn, 64 chốt mấy người mà. Like này. Con này là con ngựa vằn này. Ngựa vằn. Em này em ngựa vằn đây cả nhà. 14 chốt cho Tang Oanh. Con này size 38 cho em nhá. Size 38 em ngựa vằn này cho em ạ. Rồi. Đấy rồi. 400 em này đây. 450. Con này 350 cựa 350k size 38 lên cho em mã 89 nhá. Đi bộ thì lên đấy em này, mã 89. Một em Nike cho em này. Con Nike này đẹp nhá. Con Nike này đẹp này. Gót này này. Mọi người nhìn cái gót. Kiểu gót này rất đẹp luôn. Kiểu đế và kiểu gót này rất đẹp luôn ạ. Con này size cho em là size 36.5. 36 đi vừa. 36.5, 36 đi vừa lên cho em mã 59. Con này 300k. Mã 59 300k nha. Một tay cháy. Một em Nike tiếp ạ. Nike rất đẹp luôn. Con này size 40.5. Size 40.5 ạ. Con này 400k lên cho em mã là mã 180. 400k mã 180 nhá. Đây siêu phẩm đây. Rồi à.
ai không kiên trì thì cứ đi ngủ đi ạ, nhiều lắm. Em còn nhiều siêu phẩm này. Con giày nào lên đẹp con đấy. Mã 59 cho chị Ngọc Trần Chiều. Con này sai chứ là sai 42.5 ạ. 350k. Này hàng 42.5, 42 nhiều thế. 180 kìa, Trần Hiệp, Nguyễn Hiệp à? Không phải. 180 Nguyễn Hiệp lên số điện thoại. Lưu Balance cho em này. Đẹp quá, mới tinh luôn. Con này 450k, size 42 nhá. Size 42.5 lên cho em mã 179. Mã 179 ạ. Mọi người biết Reebok là hàng của gì không? Nguyễn Hiệp lên số điện thoại. Reebok là hàng của Anh ấy. Hàng giày của Anh, Anh Quốc. Con này size cho là size 41. Reebok size 41 ạ. Chung là mới, mới nhá. Mới đanh luôn. Reebok size 41, con này 450 lên nha, mã 140 ạ. Lên mã 179 cho Đang Oanh. Lên mã 140 nha. Tuấn Nguyễn chốt 180. Em lên con siêu phẩm Puma. Đang Oanh con này mấy tiền? Đâu. 450. Hai con đều 450 à? Con like bằng kia này là 400. Con Puma này size 38. Puma size 38 cho em nha. Size 38 con này 350k. Lên cho em mã 29 ạ. 350 mã 29 nha. Chốt anh Trần Olivia 40. Như vậy lần tiếp. Con này nó đẹp hoàn hảo luôn. Mấy trăm con em này. New Balance này. Rất đơn giản thôi, con này đơn giản lắm ạ. Đế này mới đét. Con New Balance này rất đơn giản nha. Con này size cho em là size 39.5. Trời ơi, chân size 39.5 đâu. Size 39.5. 450. Con này lên cho em là mã 01. Mã 01 con này 400k. 01 400k nha. Em 293 tiền ơi. Đâu? Không, 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 không. 350. Chỗ anh tưởng Nguyễn mã 29, 350. Tiếp theo một con New Balance siêu phẩm. Lên nha, con này size 43. New Balance siêu phẩm size 43 nhá. Size 43 siêu phẩm New Balance nè. Lên nha mã. Lên nha mã 19, con này 450 ạ. Mã 19, 450 nhá. Đây size các chị đây. 01 tranh Hoàng Giang. 400k. Ôi ôi. Con này của hãng Croc. Ôi trời ơi, Croc mọi người biết chưa? Mọi người đi dép Croc chưa? Nó có sướng không hộ em? Con dép Croc bây giờ mua con dép thôi nó đã 300-400 nghìn rồi mọi người biết không? Một con giày Croc này các chị đâu. Thật sự này, Croc này. Mới tinh luôn. Được chưa? Được chưa? Sướng chưa các chị? Con này không dây nhá. Số 7 trái bao nhiêu nhỉ? Cờ đốc này size cho em là size 37 ạ. Cờ đốc size 37 nhá. Em này là 380 lên cho em mã 158 bằng một con dép thôi. Nên mã 158 đúng bằng một đôi dép Croc luôn. Mà bây giờ dép Croc nó có những con tiền triệu cơ. Đấy. Mã 158 size 37 nha. Size 37. Đi sướng lắm. Sướng cực kỳ luôn. Em nai vàng. Một em nai vàng. Một con nai vàng ngơ ngác. Size cho em là size 41. Nai vàng ngơ ngác cho em nha. Size 41 em này ạ. Lên cho em mã 165 350k.
165 350k. Trời ơi, đây tiếp tục một em nữa này. 158 chốt đi nhiều ơi. 158 nó chị Ly Khấu. Này. 165 cho anh Quang VH. Rồi ôi này. Ba tiền. 38 còn đi 38. Em này sai cho là sai 40 nhá. Đây luôn Duy Book hàng nó chất lượng luôn mọi người. Cực kỳ chất lượng. Con này sai 40 cho em này. Sai 40 con này ạ. Con này 400k lên nha, mã 14 nha. 400k mã 14 ạ. Quang VH bởi tiền ơi. 350. Mười bốn cho Cartoon Trần. Trời ơi, lâu lắm mới gặp Cartoon Trần. Tiếp theo cho em con nai này nha. Con nai này size cho là size 43. Rồi đẹp lắm, mới. Tất cả đều mới tinh. Quan trọng là mọi người mua hàng nó mới ạ. Size 43 cho em nha. Con này 400k mã 11. 400k mã 11. Tan run mấy tiền ơi. 400k. Rồi xuất giá ngồi đó. Đi dậy mà dồn hàng cho cậu đi. Đau lưng quá đau. Con này size cho là size 44 ạ. Ok mê. Con này 43 thôi. Con này size cho là size 43 thôi nhá. Em nay à không phải, em nay. Con này của Brod à. Con này size 43 cho em nhá. E để E size 43, con này 350k lên cho mã. Lên cho mã 168 nhá, mã 168 ạ. Đưa cái con kia đây. Con đây 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 đây. Kia kìa kìa. Đấy. Chiếu phẩm. Chiếu phẩm đấy. Tiếp theo em nay này. Con này size cho là size 42.5. Size 42.5 này. Con này 380 lên nha. Mã là mã 17. 380 mã 17. Chị nào xử lý em này hộ em đi. Trời ơi đẹp quá. Nhìn phê luôn này. Con này để ngắm thôi, không cần đi cũng được, sướng nhá. Ôi. 168 anh Thanh Nguyễn, 3 tiền này. 350. Con này size cho là size 38. Trời ơi, nó đẹp quá trời. Nó đẹp, nó con này New Balance. Đến này để làm gì đây? Con này đạp xe rồi, con này đạp xe rồi. Này. Em nói là không phải là người đạp xe nhưng mà chắc chắn sẽ có bác chốt con này size 38 cho em ạ. Con này chỉ để quảng cáo thôi chứ không bán, thật sự. Con này 450k, mã size 38 mã 19 nhá. Size 38 mã 19 450k. Không biết đạp xe mua về hôm nay bắt đầu đạp xe cho em đi ạ. Ai không biết đạp xe. Các bác ở đây mà cứ ai không biết đạp xe em chết luôn. Thật. Mã 19 nhá. Anh xưa toàn đi xe đạp chứ giờ đi xe máy đi. A6. Mã 19 cho Nguyễn Hồng nhá. A6 này. 380. Con giày đẳng cấp chị ạ. Chị đã sở hữu con giày đẳng cấp. A6 size 39.5. A6 size 39.5. A6 size 39.5. Con này lên nhé, mã 95380 ạ. Mã 95380 nha. Này nữ size to, nữ size toàn 38. Con này size 37.5 đây ạ. Nữ size 37.5. Mới tinh luôn. Size 37.5 con này 350k lên. Anh Hoàng Hiệp chốt thì lên số thôi. 350k lên nhé, mã 147. Lên nhé, mã 147 350. Con này biết đâu nhỉ. Con này giống thế cũng 350 lên nhé, mã là 54, con này size 36 này. Con vừa nãy size 37, con này size 36 cho em nhá. Cũng 350 lên nhé, mã 54 này.
chị nào vừa là chốt đi hai con là giống nhau. 952 chốt đi số điện thoại nha. Đây này. Các bác cũng bảo buồn ngủ đi ngủ. Đây, đi ngủ đây, đi ngủ mà trượt mất 147 siêu phẩm này. 147 thì mai lại tiếc hồn hụt này. Ngang ngô 3 tiền đây. Ôi con hàng này cầm vào sướng. Con nào? 350. Đây. Cái hàng nó phải tính lay chứ hàng vỡ hàng vẩn à. Đây là size 44 cơ. Trời ơi. 95 số kiểu đảm nhá, bà. Rồi ôi, đẳng cấp chưa? Đẳng cấp con hàng này của em size 44 chưa? Con này khả năng 43 bon chen nha em nhá. Đấy chơi bà. 43 bon chen con hàng đẳng cấp này cho em nhá. Con này nó thật, các bác nào size 44 không hết tiền cũng chốt cho mày xem. Con này lên nha, mã 169 con này 550 nhá. Mã 169 550 con hàng đẳng cấp của em ạ. Size nha là size 44. Ôi, thấy chưa? Các bác, đẳng cấp chưa? 169 nhá, 550. 39.5 nhé em. Đây, chị nào chơi em này đây. Chị nào múc em này đi. 95 chốt rồi mày. Việt Nam ít mi lên số điện thoại chốt 169 bao nhiêu? 550 à? Ừ. Một con hàng nó mang đậm nét Phúc Si Tuyển. Anh chốt nhưng mà anh chốt sao anh hiểu không? Con này size 37 em nè. Em nói với các chị luôn con này. Cái thân của nó lấp lánh kim cương nha em nha. Lấp lánh kim cương nha em ạ. Mi Việt Nam chốt thì lên số điện thoại mình đi. Đẹp ghê. Đẹp từ cái đế đẹp lên. Con này độc lạ. Con Adidas size 37 lên nha, mã 174. Lên nha, mã 174 con đát này 300k thôi ạ. Rồi ôi đẹp quá. 300k nó đẹp mọi góc cạnh. 550 em này đúng không? Yeah. Đúng rồi, 550. Không biết hỏi từ ngày chơi tăng màu hồng. Các bạn đấy gặp người nó chữ ký hả? Gặp người là chết ngay luôn. Bây giờ đùa rồi. Cái này mà hôm nọ gặp 174 cho Hồng Nhân Ngọc Nhân. Hôm nọ gặp 2 bà đến đây mua thì thoát ra được, đúng không? Con này size nha là size 40. New Balance size 40. 95 ai chốt được Hiếu? 95 người là chốt được, có người chốt rồi em nhớ. Size 40 New Balance đẹp chưa? Đẹp chưa ạ? 174 mấy tiền này. Ôi cái đế này, còn 300k. Mọi người nhìn cái đế có kích thích không? Đế tổ ong, tổ cò, tổ gì này. Mới tinh luôn. Con này 450 size 40 lên nha, mã 183. Mã 183. Có thật. Tội gì phải bán giày khác nhỉ? Cứ giày này mà bán rồi sướng. Khách vào đây chả đi đâu được. Cảm. Gà 43 á. Gà 43 anh không biết anh còn con gà nào không. Từ từ nhá, em chờ anh tí. Một con size 38. Một em nai size 38. Đẳng cấp ạ. Đẳng cấp không cần nói cũng biết là đẳng cấp. 183 là chốt cho anh. À. Ôi dồi, anh Vũ Lộc này phải chốt chắc. Anh Trần Minh Thắng này, anh hiểu phết đấy. Anh hiểu tâm lý rồi đấy. Ủa ôi này. 183 anh Vũ Lộc chốt chắc hàng em nhá. Con này này size 38 đấy. Trời ơi. Báo này rủ mấy bạn này chơi. Mấy bác chân nhỏ thì thật sự là các bác hôm nay được phê con tê nhá. Được đây. Phê con tê con này ạ. Size 38 con này 450 lên nha, mã 175 ạ. Vũ Lộc. 450 mã 175. Anh Trần Minh Thắng này anh hay xem cho mình thật. Chứ này xem, nhiều người xem. 450. Đâu rồi các chị, chuẩn bị tập trung này. Đây. Các chị chuẩn bị tập trung cho em con này đi. Bắn luôn đi cũng được. Trời ơi. 175, 480 à? 450.
45175 cho Tuấn Anh Nguyễn. Các chị tập trung cho em con này đi. Rồi. Like em mắc mới tinh. Size 37 luôn. Phê chưa? Size 37 luôn. Đẹp dã man luôn, người đấy đằng sau này phối màu này. Con này lên nha, mã 154, con này 480k nhá. 480 ạ. Tóm lại là bỏ đồng tiền ra nó sướng. Mã 154. Bỏ tiền ra nó sướng. Nó xứng đáng. 154 chúc cho anh Phạm Quang. Đấy, chúc cho vợ à. 450 à? Ngứa tay quá, anh Tưởng Nguyễn ngứa tay quá. Ngứa tay quá, anh bấm vào chỗ like ấy, chỗ thả tim nha em. Thả tim này, tim nó bay lên nó cũng vui mà. Đỡ bị nghiện. Đó. Ba tiền. Con ý ra 48. Đấy là gọi là bị, đấy gọi là gì anh biết không? Đấy gọi là tự sướng đấy. Các bác tự sướng, mấy bác nào tự sướng đấy này, toàn like với cả toàn like với cả thả tim này. Em buồn cười quá, em không cười được. Con này sai cho em là sai 40. Mấy bố mà ngồi xem like không chốt con nào, toàn tự sướng. Chết thật. Con này sai 40 à gì đát. Đấy nói nhiều. Em nói nhiều thành thành là cổ em nó không chịu được. 40 Adidas ạ, à, con này đẹp lắm. Đấy, sướng chưa, các bác sướng chưa ạ? Size 40 nhá, lên cho mã 85, con này 450 ạ. Mã 85, 450. Kiểu gì hôm nay về vợ nói là cái họng đã không nói được rồi, còn nói nhiều. Đấy, bước về nhà kiểu gì là ăn câu đấy. Nói lắm thế. Nói lắm thế. Đã không nói được, còn nói nhiều. 85 chốt cho Nguyễn Ngọc Anh. Nhưng mà khổ lỗi cái tính nó vậy thì làm thế nào được, phải không các bác? Chứ không nói các bác buồn ngủ tú lụ hết cả. Con này size nha, là size 40. Stan Smith size 40 cho em này. Em này Stan Smith size 40 nhá. 450. Stan Smith size 40, con này 380 cho em ạ. Lên nha, mã 102. 380 mã 102. New Balance. Cháy nút tim thôi. Thôi các bác, các bác đừng có thả nhiều quá, nó đơ máy của em đã, kiểu như là nó nát mạng, à mạng nó lát. New Balance 574. Size 39 New Balance 574 ạ. New Balance size 39 574 cho em này. Trời ơi. Mới tinh kinh luôn. Con này 400k lên em mã 151. 400k mã 151. Côn cô la em chốt 85 nha. Không được. Không được đâu. Bao giờ thằng Hiếu bảo được mới được. 102 chốt cho anh Quang. Quang VH. Một em Nai ạ. Rồi ôi con Nai này cũng là đẳng cấp. Em Nai đế hơi size ra là size 42.5. Lai đế hơi size 42.5. Bấy tiền rồi. 380. Con này lên nha, là size 42.5 em này ạ. Con này 450 lên nha, mã là mã 85. 450 mã 85 ạ. Đây các chị chốt con này đi các chị này. Một con Asics đế gheo này. Ai chốt được mã 85 kìa. 85 người ta chốt được mà. Giờ hỏi em biết ở trong đống em chốt rồi. Con này size, con này size 37.5, Asics size 37.5 các chị đây. Ít ni Việt Nam. Trời ơi, đi giày thể thao mà lại còn được màu này, còn gì bằng nữa các chị này. Lại còn Asics nữa này. Lại còn Asics này, còn được màu bạc này nữa. 85 cho Huy Khánh nha. Thật sự những bác nào mà cứng cứng một tí này, đi con này thật sự nó rất hợp tuổi luôn. Nó cực kỳ hợp tuổi luôn. Con Asics này 380 lên nha, mã 20 nhá, size 37.5. Mã 20 37.5, con ấy 450. Trời ơi, nhấc con nào lại đẹp con đấy, nhấc con nào lại đẹp con đấy. Bóng chuyền size 41 á.
Em không biết nữa mà. Từ nãy giờ toàn hàng chạy bộ thôi anh ơi. Bóng chuyền em có nhiều lắm. 20 cho chị Nguyên Mơ. Em để ở chết trên giá đây này, nhưng mà bây giờ em không tìm được con này made in Indo. Nguyên Mơ bao nhiêu đây? 38. Made in Indo size 42. Trời ơi, Asics này có đáng tiền. À quên, Adidas này có đáng tiền không các bác? Thế tốt con à. Đi rồi. Xã màn con này luôn. Con này size 42, 480 lên trên mã 152 nha. Những con này nói thật với các bác là không bao giờ ế được. Chỉ cần nhấc tay lên phát là đã bay rồi. Mã 152 cho em nhá. Em chốt toàn lên sau. Puma size 40 có không? Em ngồi đây không bới được. Không biết có Puma không. Mã 152 nha. 152 cho anh Văn Phạm. Một em siêu phẩm Adidas. 48. Một em siêu phẩm Adidas. Chung là đã không mua thì thôi, là mua được con bán chịu đi phong ni. Được, mang sổ đỏ không đây? Mang sổ đỏ không đây, bán chịu cho cả kho luôn. Size 38 em Adidas này ạ. À. Con này không đẹp không lấy tiền nha. Size 38 Adidas nên như mã 75. Con này 380, con này 380, mã 75. Toàn siêu phẩm, sướng. Em bảo rồi, dịch mà nó đi qua thì các bác chỉ có là ngồi xem, chỉ có là tự sướng. Các bác ngồi tự sướng hết. Con Fina này size 41, con này 38. Con Fina này em nói là con Fina này không phải là con một con bình thường đâu các bác nhá. Nó là một con Fina, nó là gọi là độc. Nó chẳng giống ai cả. Nó chẳng giống con Fina khác nào cả. Đấy. Sướng không? Từ cái dây này, từ cái phối này. Con Fina này size 41. Con này 480 lên cho em mã là mã 156 ạ. 480 mã 156 mua một con để rồi là không có ai giống mình cả. Đi một mình một. Đấy, một dáng. Quá đẹp. Lấy đôi bóng. Đá bóng em không nên đâu. Đá bóng vào đây các bác chạy bộ bác chửi chết. Thôi, hôm khác đi. Úi dồi ôi. Này. 408 mã 156 cho anh Hoàng Mạnh Trường. À Hoàng Mạnh Thắng. Nếu mà không tranh nhau này thôi. Úi. Hàng nó sướng thế. Úi lại còn size 39 luôn. Size 39 nhá. Đấy này các bác bắt đầu là tự sướng cho em đi. Trời ơi con hàng này. Size 39 nha em con. Ê, này nhá. Chốt ngồi chốt này. Con này 650k cho em nhá. Size 39 650k, con này mã 28. Mã 28 nha em, 650k mã 28. Không ai lấy cũng được không sao ạ. À. Tối nay không ai lấy cũng được không sao cả. Con này em về em phải ngắm hết đêm nay em mai em book lên phát em đẩy một phát 700-800 vẫn có người mua nhá. Chốt Trình Nguyễn Hồng nhá. Không ai lấy cũng được nhá. Chốt Trình Nguyễn Hồng mã 28. Mã 28. Ok. Đẹp quá, nhưng mà chị chốt nhầm rồi sao ấy. Đến hồng chiếc mà, hơ là đẹp quá xong đến hồng luôn. Không, thế thì sao đây? Trang gạo kìa. Trang gạo là trên. Đâu? À ừ, đây Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng dưới mà. Ừ. Chốt chị Nguyễn Hồng nhá. Rồi, ôi, 650k. Các bác tự sướng đi cho em cái. Lổ. Lổ tim, lổ like lên cho em phát đi các bác ơi. Phê quá này. Lổ tim, lổ like cho em phát. Đẹp nhá. Nguyễn Hồng con này chưa bao giờ về con hàng như đấy thật sự. Tí nữa em phải chụp bao ảnh tiền? Phát. Đúng sai chị. Bao tiền? 500 à? Hay là bao nhiêu? 650. Nguyễn Hồng ơi. Cuộc đời đúng rồi. Các bác lổ lên, lổ mạnh lên. Ở trên phần mềm của em báo là chị Nguyễn Hồng trước.
là nhảy lên trước, chị Nguyễn Mơ đây đẹp quá, xong rồi chị Nguyễn Hồng. Tại vì phụ thuộc ông chốt này này, đang chốt này này. Dạy trẻ em hôm nay em không nên. Con này sai nhá, là sai 41. Adidas sai 41. Con này đạp xe chạy bộ cho em nhá. Mới tinh. Adidas size 41. Size 41 cho em này. Con này 450 lên cho em mã 90 ạ. 450 mã 90. Cả tuần thấy được đôi. Anh trước mà rồi. Ôi anh ơi, anh sau lâu, anh sau nhiều. Đẹp thật con này. Chốt anh Hoàng Mạnh Thắng mã 90, anh lên số điện thoại cho em ạ. Anh Hoàng Mạnh Thắng mã 90 lên số điện thoại cho em. Các bác tỉnh ngủ chưa? Không, con này em phải quay cho mọi người để biết nhá. Em sẽ quay cho mọi người biết là em thiên vị hay không nhá. Mọi người yên tâm, đâu chị nước, nước điện thoại cho em. Trang gạo nhá. Không nên nên đúng cái chỗ vừa đặt xong ấy. Đây. Nhiều lắm. Đấy người to này. Bao nhiêu người lên đấy. Đâu về chỗ người. Đây đây trang gạo đây. Bên mờ này đẹp quá anh ơi. Đây. Em nhá, mọi người mọi người đừng kiện em nhá, nhìn đây này. Đỡ mất thời gian. Mọi người nhìn đi họ em nhá. Mọi người chỉ nhìn thấy chứ Nguyễn Mơ chứ ạ. Mọi người nhìn thấy Nguyễn Mơ đẹp quá ơi, xong đâu chị Nguyễn Hồng này. Đấy chị Nguyễn Hồng xong mới đến trang gạo nhá. Đấy. Tức là thứ tự của em là từ trên, tức là người nào lên trước nó sẽ nhảy xuống trước và nó trôi xuống này. Đây là những người mới nhất ở trên này. Đây là những người mới nhất ở trên, xong bắt đầu đến cái đoạn đấy ạ. Đây này. Đâu rồi chị Nguyễn Hồng rồi. Dưới kéo xuống. Đây. Nữa đi, nữa. Đây. Đây này Nguyễn Mơ này đẹp quá. Anh ơi, xong chị Nguyễn Hồng xong đến trang gạo nhá. Đẹp quá anh ơi, là vẫn cầm ở trên tay. Đấy, lúc ý là vẫn cầm trên tay nhá. Cho nên là nó nhảy, nó chưa lót về, mọi người đừng có kiện em nhá. Cho nên yên tâm, mọi người yên tâm, em chốt chuẩn ở bên này, chốt chuẩn nhá. Siêu phẩm còn rất nhiều luôn, mọi người yên tâm này. À đây có số rồi. Con này bao nhiêu mã 90? 450. Con này size 36 cho em này ạ. Con này đế Climacool, con này lội nước cho em nhá. Con này đi nước. Con này đi nước cho em nhá. Anh 90 Hoàng Mạnh Thắng à. Hoàng Mạnh Thắng 90 nhá. Không sao anh Hoàng Quốc ơi, không sao ạ. Con này lội nước, cái phần này nó bằng nhựa, có bằng xốp cứng nhá, xốp cứng ạ. Con này size cho em là size 36 ạ. Size 36 nên cho em là mã 42. Size 36 mã 42, con này 350, Adidas 350 ạ. Tiếp theo cho em đây ạ, Asics đây. Đây không là siêu phẩm thì là gì ạ? Nếu như các bác đánh bóng chuyền thì em nói thật luôn. Này. Con này em biết nhiều bác dặn em lắm nhưng mà em còn bây giờ em không nhớ được. Trên Zalo dặn rất nhiều luôn. Đấy. Ok, chị ơi, 90 chị mã 42, chị Tân Nguyên, chị lên số điện thoại đi ạ. Tân Nguyên mã 42 lên số điện thoại cho em nhá. Ok, anh Quang VH nhá. Đây này, con Asics này em mà book lên một phát thì nó thật với chữ với mọi người. Chị ơi, chị Tân Nguyên có lên số điện thoại không này, em chốt cho anh Công lên ạ. Asics này. Em Asics này size cho là size 42.5. Asics size 42.5 lên em mã 43. Con này bình thường em book lên nó rơi khoảng 600k đấy, nhưng mà trên này ưu tiên mọi người là 550 nhá. 550k lên mã 43 cho em con này size 42.5, con này 350. Con này size cho là size 41. Adidas size 41 cho em. Adidas vải size 41. Chốt anh Huy Khánh. Huy Khánh mã 43. Con này lên nha mã 80 ạ. Mã 80 con này 400k. Mã 80 400k.
Buồn quá anh ơi, côn cola rồi. Ôi em ơi, anh biết làm thế nào. Con nào? Asics 550. Đây này, hôm nay này đẹp này. Quá 10 còn tốt được không? Anh xem chị. 50 là mẫn rồi. Lổ tơi bời luôn. Lổ hôm nay lổ tơi bời cho mọi người biết. Con này size là size 40.5 ạ. À. Size 40.5 hôm nay này rất đẹp luôn nhá. Con dòng này đi vào chân rất đẹp luôn ạ. À. Đi rất sướng, rất êm. Size 40.5 rồi, ok em xoay nữ. Lên 21, lên nha má 21 con này nhá. Mã 21 400k. Một con gà lữ cho em nhá. Một em gà lữ không dây, nếu như các chị cần đi bộ. Một cái sự mềm mại đây này. Con này của gà nhá. Le cốt. Anh Đỗ. Em gà không dây. Anh Văn chốt chị Ngọc Trần. Mọi người nhìn con này rất là đơn giản thế này thôi nhưng công mà nó không hề đơn giản tí nào đâu ạ. Mã 21 à? Cơm nguội chốt mã 21 không? Lên số điện thoại. Cơm nguội mã 21 lên số điện thoại cho em nhá. Ở đâu? Bọc Trần Triệu đấy chứ. Bọc Trần Triệu ở trên. À ở trên à? Ở trên mày đấy ở trên à? Ở cơm nguội chốt mã 21 nên cho số điện thoại nhá. Nhớ vào chốt này cái đang túi bụi lên này. Nhưng mà giờ về mã 21 này chưa ai ấy. Con này 350k, con gà này 350k lên nhé. Mã là mã 155. 350 mã 155 nhá. 350 mã 155. 121 bao tiền đây? Đấy 400k thôi. Em mà cơm nguội em có lên số điện thoại đâu? Rồi cơm nguội đây. Đi cho tao học được chưa? Rồi chốt rồi, chốt rồi. 155 lên số điện thoại hoa mà. Con này Asics cho em nhá. Asics size 44 ạ. Ôi trời ơi bác nào hôm nay 44 vỡ bẫm luôn. Này. Asics size 44. Nó gọi là nó lại không còn từ nào để chê luôn này, con Asics này. Con này đi đến 44. Con này 43 thôi, 43 đi vừa nhá. Con này nó báo size 44 nhá các bác, đi 43 đi vừa cho 155 em. 155 chưa báo size. Con này lên nhá mã 87. Size size 39. Ôi chết mẹ, chưa báo size ạ. À? Con này lên nha, là mã 87 nhá. Size 39. Mã 87. Size cho em là size 43. Đi được. Không chốt được nha. Con này 480. 39. Con này size 39. Mã 155. 350k. Chốt cho Thảo Nguyên. Size 39. Đôi 21 có chốt cho chị không? Ngọc Trần Triệu. Bao nhiêu đây? Đó, 350. Ôi ôi anh Văn Thành Niu ơi, cái đấy anh chốt sau nhiều lắm. Còn bao nhiêu người trên cơ. Mạng của anh thế nào nó loát không về chứ. Con này New Balance size cho em là size 42.5. New Balance vàng size 42.5 cho em nhá. Con này rất đẹp nên chân rất đẹp nó thật mọi người, nó cái này nó đang hơi bị vẹp bẹp form đấy. Con này 400k lên nha, mã 185. 400k mã 185. Được nha, cơm nguội nha. Cái mã đấy cơm bạn cơm nguội được. Ngọc Trần Triệu không được đâu. Đây này, siêu phẩm đây này. Em này size 42 made in Indo. Size 42 made in Indo. Size 42 made in Indo, mọi người kiên trì thì em lên nữ được này. Made in Indo con này 450 lên cho em mã 97 ạ. 450 mã 97 nhá. Tiếp theo con đế hơi đây, chị nào sở hữu con đế hơi này đi. Có nữ đây, nữ đây, bắt đầu lên đây ạ. Con này lên nữ đế hơi size 37 luôn đây.
Nữ đế hơi size 37 cho em màu cam nhá. 97 cho là Nguyễn Thế Anh bao tiền ơi. Con này 380k lên cho mã 55. 450. 380 lên mã 55 nhá. Ôi trời ơi. Đẹp quá. Ôi. Dã man luôn. Hàng đẹp nhức lách luôn. Con này size 38 này. Siêu phẩm đế hơi size 38 cho em nhá. Không đẹp không lấy tiền ạ. Rồi. Con này size 38 đế hơi 450k lên cho em mã 02. 450 mã 02 nhá. Mã 97 chốt chưa? Rồi. Đây. Con này của nó có vết nào, mọi người có thấy vết nào không? Con này size 36.5 nữ đây. Đẹp quá. Này. Giờ kỹ cho mọi người luôn, gần luôn này. Size 36.5 nha em này. Chốt 02 cho anh Tấn Phát. Con này 380k lên nha, mã 172. 02 mấy tiền này? 380 mã 172. Con này 450. Đấy. Các bác đi ngủ đi, các bác đi ngủ đây, hàng ngon, toàn ngon luôn. À, những con sò như thế này thì có đáng đồng tiền không ạ? 172 cho anh Vũ Quang, Vũ Quang chốt chắc hàng, cọc chuyển khoản đi hàng nha. Con này made in Indo size 38. Trời ơi cái thân nó này. Bao tiền em này đây. Con sò này gọi là sò siêu phẩm của em này. Con đi bụi 38 à? Ừ 38. Sò siêu phẩm của em nhá. Con này lên cho em mã 34. Con này 350k. Size 38. À không phải, xin lỗi mọi người. Con này size 37 thôi. Size 37. Size 37 350k lên mã 34. Đẹp mà. Đẹp lắm. Cũng chốt phí cuộc đời luôn. 34 anh Phương Quốc chốt chắc hàng nhá. Anh Phương Quốc đấy. Thế nào? Anh cho hàng này đấy. Nó đi rồi thì anh đi cho nó không? Con này size cho là size 42. 350. 350. Em này size cho là size 42 nhá. Em Reebok size 42 màu trắng. Reebok size 42 màu trắng nha em. Đẹp chưa? Con này 400k lên cho em mã 19. 400k mã 19. Bác nào vừa nãy hỏi Puma nhỉ? Phương Quốc 37 không vừa nhường lại. Chốt cho Cà Tún nha. Chốt cái gì Cà Tún? Cà Tún Trần mã 38. Mã 38 chốt Cà Tún Trần. Con này size 42 Puma. Rồi cái mã vừa xong rồi. Tưởng 38 34 Cà Tún tưởng 38. Chốt size 42 gì? Puma. Lê Diễm Diễm mã 34 350. Size 42 Puma Chilomix. Lê Diễm Diễm. Con này 400k. Nên nha mã 171. Mã 171. Em này Fina dán size cho là size 37 ạ. Fina dán size 37. Fina dán size 37. Con này 300k lên nha mã 167. 300k mã 167. Một em sò da lộn size 37. Da lộn size 37. Con này 300k lên nha mã 44. 300k mã 44 nha. Đoàn Lê chốt mã 171. 171 đây. 400k. Siêu phẩm Adidas made in Indo size 41. Kinh khủng cho mọi người.
Con này gọi là quá kinh khủng luôn. Made in Indo size 41 Adidas. Mới 100% luôn. Con này như cái bóng chuyền đấy. Mới 100% con này nha. Con này 500k lên nha, mã là mã 162. 500k mã 162. Tiếp theo cho em con này Line size 38.5. Line size 38.5. Line size 38.5. Lên cái mã 05 con này ạ, 380. Mã 05 380. Chị này có đưa được hàng đâu mà lại trả. Con này rất nhiều người chốt. Chị ơi, chị chốt chắc chứ, chị lại chốt xong chị lại xả, bao nhiêu người chốt sau chị mà. 162 cho Thủy San bao tiền đây? 38. Con này size 36 cho em nhá. Con này 500k. 500k. Size 36 con này lội nước, con này đi nước cho em, đi mưa đi nước thoải mái nhá. Đi mưa đi nước thoải mái, phần sau đây nó dạng xốp đấy ạ. Đấy. Hoàng đi mưa đi mướt nước thoải mái. Con này size cho là size 36 ạ. Em gào một cái là nó lại đau cái cổ của em. Lên nhé, mã 90 con này 350k. 90 350. Mọi người ấy mà mua hộ ấy, tốt nhất là mời những cái người mà người mua hộ vào người ta xem. Nhiều người mua hộ xong mà lại không thích. Nó rất là khó, bởi vì mỗi người một cái form thời trang nó khác nhau. Đấy. Nhiều khi vợ chồng mua về cho nhau cũng hài lòng hoặc đánh nhau ấy. Đấy. Con này size cho là size 42.5. Size 42.5 nha em ạ. Em đi Sente. Đi Sente size 42.5 nên cho mã 40. Mã 40 có thể 400k. Mã 40 400k. Của em một đôi thôi nhé. Đôi size 37. Tiếp theo cho em con này ạ. Con này dòng chạy bộ chính thống đây. Em Nike chạy bộ chính thống đây. Con này size cho em là size 43 nha. Con này size cho em là size 43. Bên này thả 40 á, 40 chờ em tí. Size 43 nha em Nike này nha. Đẹp chưa? Mới tinh luôn. Size 43 rất sáng, rất đẹp. Con này 450 lên cho em mã 145. 450 mã 145 nha. Ôi, đẹp dã man luôn. Nguyễn Thế Sơn cho mã 40. Mới tinh. Chắc chắn 700 đây. Con này size 37.5. Size 37.5 nha em con này ạ. Lightroom. Con này Lightroom size 37.5. Con này 380 lên nhé, mã 177. 380 mã 177, tennis 42 nhưng em không có. 146 ba tiền. À, 177. 40 à. 400k. 146. Có con tennis này thôi nhưng mà chắc không phải size 42 đâu. Một em tennis Adidas size 37. Tennis Adidas size 37. Rồi ôi. Đẹp chưa? Con này 550 lên cho mã 32. 550 mã 32. Xin chào Đinh Huy nhá. Chạy 42 nữ 39. Ok. Một em Adidas da lộn cho em này. Adidas da lộn size cho là size 42. Adidas da lộn size 42 nhá. Con này lên cho em làm 380 lên cho mã 144.
380 mã 144 ạ. À. Một con nai e. Nói chung là hủy đơn thì kiểu gì cũng buồn. Hủy trước hủy sau thì kiểu gì cũng buồn ạ. À. Con này sai ra là sai 36 ạ. À. Con này đế như kiểu đế AF nhá. Anh cho anh định hủy đây anh hỏi chứ. Này. Con AF này rất đặc biệt luôn ạ. À. Rất đặc biệt, màu phối rất đặc biệt cho em con AF này nhá. Con này 380 lên cho em mã 38. Sai cho là sai 36. Mã 38 sai 36. 380 buồn chứ anh. Giả cổ mà anh. Con này tennis Rolex. Nói giả cổ ngồi còng lưng. Tennis Rolex sai 39. Tennis Rolex sai 39 ạ. À. Thì mình mới mơ chưa? Con này 550 lên cho em mã 202. 550 mã 202. Bóng chuyền 41 à anh ơi. Anh chơi bóng chuyền quả con này đi. Cũng được này. Con này Jordan đây. Con này Jordan đây ạ. À. Con này Jordan 38 thủy sam nhá, chuyển khoản đi hàng nhá. Con này Jordan size 43.5 nhá. E Jordan size 43.5 con này hoàn toàn chơi bóng chuyền rất ngon luôn. E Jordan size 43.5 con 38. Lên nhé mã 160 ạ. À. Mã 160 con này 400k. Mã 160 400k. Cho ít má đi. Một em sò Indo. Sò Indo size 36 ạ. Sò Indo size 36 cho em nhá. Sò Indo size 36 mã 01 nên cho em là 280 ạ. Mã 01. Ôi dồi ôi, New Balance. New Balance này. Chơi sân bê tông mà. Sân bê tông á. New Balance đẹp quá. Con New Balance này size 42, các bác size 42 hôm nay sướng nha. Chắc bội thực mất rồi. Các bác size 42 hôm nay gọi bội thực. Size 42 New Balance đẹp. Lung linh. Lên nhé mã 87. Lên mã 87 450. Puma 39 á. Puma vừa lại có một con thì như là size 41 42 thôi. Con này size 37 ạ. Đây chị nào chốt con này đi. Size 37 Reebok đấy ạ. Con này quá đẹp học luôn. Học dung chốt mã 87 thì lên số điện thoại. Size 37 Reebok 350k lên trên mã 42. Em yếu đấy ạ. 350k mã 42 nhá. Một con Dicente sai cho là sai 42. Dicente sai 42 với lộc phạt 350k. Dicente sai 42. Con này 400k lên cho mã 34. 400k mã 34 nha. 400k mã 34. Con Asics này của đấy. Con Asics sai 39 này. Em Asics này sai 39 nha em. Em Asics size 39 400k lên nha mã 78. Ôi giời ơi chị ơi chuột. Cặp sạc. Nhanh con này sạc báo sạc yếu lần thứ 2 rồi. Yếu nhé. Nó báo từ nãy mình quên mất, nhanh. Ngọc Dung Huỳnh chốt mã 87. Tiếp theo cho em này. Fina siêu phẩm. Không dây. 87 mấy tiền đấy. Với lại các chị mà đi ấy, các chị nên đi những con này này. 450. Con này vừa êm chân này, sướng. Chị nào nghe em chốt con này đi. Size 36. Vừa êm chân vừa sướng, mới tinh. Fina đây này.
Con này thun nha, con này thun nó bò sát chân đi rất sướng luôn ạ. Con này 350 lên cho em mã. Lên cho em mã 90. 350 mã 90 nhá, Fina size 36. Ba tư tốt cho Phú Hải, bao tiền đây? 400k. Tiếp theo em Reebok này ạ. Reebok size 39 ạ. 90 chốt cho Quỳnh Anh Nguyễn. Reebok size 39. 380 ạ. Reebok size 39 lên nha, mã là mã 38. Con này 400k, mã 38 400k, con này 350. À đây này, vừa nãy em bảo Puma đây này. Puma nhưng mà ơ con này chốt rồi à? Nọt mẹ ra sau này. Em lên mấy con nữ đã. Mã 90 size 36. 90 người ta lỡ chốt rồi. Adidas siêu độc lạ. Anh tiếp xúc với nhiều con số vậy mà anh biết về mấy không anh? Về mấy không anh là về gì? Solo số đề ấy. Con này size 41. Solo số đề á? Mai mẹ của anh không trúng lại đến. Anh lấy vào thằng anh cho số đề. Made in Indo size 41 cho em con này. Size 41. 380 lên cho mã 178. Size 41, 380 lên mã 178. Mai các bác đánh cho em con 56 nha em, đẹp 5665. Tiếp theo con Puma hồng này. Giá mỗi người giá 100 điểm, mai về mỗi người lấy cho em một kiện giày. Puma nhìn màu sướng không? Màu hồng, màu hồng, màu quyến rũ ấy. Màu gọi là màu gọi là 178 cho là Đăng Châu, Đăng Châu. Màu này gọi là màu khêu gợi. Mấy trăm đây? Con này size 38.5, Puma hồng size 38.5. Con này 38. Puma hồng size 38.5 nha em nhá. Con này 350 lên nha mã này. 167. Lên nha mã 167 nha. À. Chơi. Cứ chơi mấy con này. Mấy con này siêu phẩm. Một con Nike E siêu trắng cho bác nào đây. Size 42. Nike E 167 cho hoa dao. Nike E siêu trắng. Nike E siêu trắng. Size 42. Hoa dao. Size 42 cho em nhá. Con này 400k lên nhá, mã là mã 145. Hoa mã 145 ạ. À, 350. Ôi ôi, bóng chuyền đấy. Con này bóng chuyền đấy. Chính xác là bóng chuyền luôn. Con này bóng chuyền size là size 41. Bóng chuyền size 41. Con này 500k lên cho mã 14. 500k mã 14. Đâu rồi nhỉ? Ai vừa hỏi siêu phẩm Nike siêu phẩm nhỉ? Ai hỏi lưu siêu phẩm Nike 41 nhỉ? Con này 40 không phải 41, 40 không phải 41. Mã 178 lên chỗ trước anh nha, Dũng logo, Dũng logo. Logo chốt sau. Chốt sau nha. 145 cho Nguyễn Thế Sơn. Con này size 40 siêu phẩm đây. Đấy. Quá siêu phẩm luôn em này. 145 bao tiền đây? Con này này nha. Đi Quang chốt mã 14 lên số điện thoại. Con này 480 lên cho mã 66 size 40. 480 mã 66 size 40. Con này 500k. 500 con này á. À, bóng chuyền hàng à đâu con 400. Cũng vừa vỗ vỗ con kia. Vỗ vào cái con trắng. Con này size cho là size 36.5. Size 36.5 em nay. Chốt lên số điện thoại. Size 36.5 em nay này lên nha mã 40. Lên nha mã 40 nha. Em này 300k. 40 300k. Tiếp theo này.
em Adidas đẹp lắm, màu này nó tươi sáng, màu này nó tươi sáng, nhìn nó rất là chân chất luôn. Con này size cho là size 42, Adidas chính hãng. Size 42 Adidas chính hãng anh em. Đẹp, con này đẹp. Con này 380 lên nha, mã 02. 380 mã 02 cho em nhá. Ui dồi ôi, đây. Đây các bác, đây. Nhìn màu kích thích không? Mới tinh luôn, sợ thật. Mới. Tiếp theo con này size 39. Trời ơi size 39 này. Mấy ông 39 đâu rồi, mấy bác 39 đâu, bục đi. 39 hiếm. Con này lên cho mã 44 nhá, 450, mã 44 450 con này này. Biết nó mới còn. Chung là mấy người đi size 39 nó rất khó. Hàng nó ít khi có. Con Reebok này cho em nhá. Reebok không dây size cho là size 37.5. Reebok không dây. Reebok không dây size 37.5 cho em con này ạ. Window 450. Con này lên nha, mã là mã 150, con này 300k. Mã 150 300k Reebok này nha, size 37.5. Ưu tiên á. Chốt rồi còn ưu tiên. Hoàng Quốc người ta chốt rồi, làm sao ưu tiên được. Anh phải chốt từ lúc em giơ tay lên, chưa lên mã cơ. UK 95 là bao nhiêu nhỉ, nhớ rồi. Mày có biết không? Mày bán giày mà mày cũng biết á. Mày bán giày mà ngồi suốt ngày mày chốt mã mà cũng biết UK 95 là bao nhiêu á. Con này sai 66 cho Huy Khánh. Con này sai cho em là sai 44 này. Size 44 Reebok, size 44 43. 66 Huy Khánh 500k. 44 43 bon chen nhá. 44 43 bon chen nhá. Lên cho em con này mã 21 ạ. Mã 21 con này 400k. 450 anh Nguyễn Toàn. Có bác nào thích con này không? Con này 6-7 triệu của em đây này. Con này mua 6-7 triệu một con đấy. Em này size cho em là size 44 ạ. Size 44 cho em con này nha. Có tiền ơi. Size 44 con này 400k. Con này 300k. Lên cho em mã 89 ạ. Toàn chốt mã. Con này 400k mã 89 ạ. Đúng sò này. Nhiều sò này. 21 cho hoa dao. Con này con gì đấy? Một bác nào size 45 đấy. Hoa dao mấy tiền đây, dồn đây. 400k. Một em Adidas size cho là size 45 ạ. Adidas size 45, trời ơi này. Cái công nghệ nó kinh khủng luôn, mới. Chả biết làm gì luôn. Em chịu con dây này. Size 45 nha. Size 45 loại đế này để làm gì đấy các bác? Con này lên nha, mã 141, con này 400k. Size 45 141 400k. Có Jordan lao không anh ơi? À Jordan nào không á? Jordan lao. À, con này giống không lao. Nguyễn Toàn gửi tôi số tài khoản nhé. Ok anh. Mã 178 không ai chốt thì alo. Con này size nha, là size 42 đấy ạ. Adidas với Toàn Nguyễn khác nhau ấy. Adidas size 42 nhá. Adidas size 42 nha em ạ. Ôi dồi ôi, cái đấy 3D luôn ạ. In này. Adidas size 42. Con này 450 lên nha, mã 91. Mã 19, xin lỗi, mã 19 nhá. 450 mã 19 nhá em ạ. Alo. 111 cho Nguyễn Như Hồng. Bao nhiêu? Alo.
cái tên gì đấy? Thế Khánh này vừa chốt một con nữa đúng không? Con này Reebok size 38.5. Reebok size 38.5. Chốt được con 66 rồi đúng không? Con này 39 Montchen nhá. Ok nhá. Ôi ôi, tầm này không chọn được đâu. Con này size 38.5 nha em này. Reebok size 38.5 ạ. Mới ghê. Bao tiền em này đây? Con này 380 lên nha, mã là 183. 380 mã 183, con này 400k thôi. Tay nữ nhỏ, chờ em tí. Nên cho mấy con to, mấy bác to từ nãy giờ ngồi hóng mãi. 183 cho anh Mông mà tiện ơi. 380. Em Adidas xanh này size 44 ạ. Tiếp tục size 44, Adidas xanh size 44. Con này 400k lên cho em mã 38 nha. 400k mã 38 ạ. Ôi dồi ôi, lại có em cờ đóc này. Giúp vào đây. Các bác chốt con cờ đóc này đi. Cờ đóc các bác biết rồi đúng không? Con này, ôi, con này nó còn phối màu. Quá ư là ưa luôn. Con này sai mình không nhỉ? Con này như sai mình sao? 8m, 8m bao nhiêu rồi hiểu? 8m tầm khoảng 40. Chốt mấy đôi rồi mi. Đến như là giày giày đá banh mận sport này chưa được đôi nào hay sao? 8 mét là sai bao nhiêu các bác ơi? Em không có để ý số đâu. Em toàn đọc sai không số đâu. Không hay tìm hiểu lắm. 41 cho em nhá. Con croc này sai 41 ạ. Một em croc sai 41. Croc này. Đi sướng nhá, đi phê. Đi bộ thì thôi, không từ gì chê. Con này lên nhá, mã 162, con này 450k. Mã 162 450k croc nhá. Chốt đôi like mà không kịp. Trời ơi, chăm chăm năm em mã 183. Mã 183 để mà chốt rồi thì nhân viên nó sẽ chụp ảnh cho nhá. 162 cho Thảo Thảo Nguyễn. Có tiền này. Chỉ có những người đi croc rồi mới cảm nhận được. 450. Mới cảm nhận được giá trị của nó. Con này size nha, là size 42 Reebok, size 42 ạ. Reebok size 42 nha. Em Reebok này size 42 380 lên cho mã 71 ạ. 380 mã 71 ạ. Đây em lên một con nữ đây. Một 83 mình chia sẻ không chốt được à. Tầm này chân chậm mắt mờ rồi. Size cho em mà size 36 con Reebok này ạ. Size 36 Reebok đẹp, không tì vết, không tì vết cho em nhá. Con này lên cho mã 97 350, mã 97 350 nhá. Một em siêu phẩm Adidas này ạ. Màu này nhiều người thích này. Nhiều người lắm tìm mãi màu này không có. Siêu phẩm Adidas size cho là size 40. Con Adidas siêu phẩm này size 40. Hai vợ chồng mà ưu tiên cho vợ tôi vậy. Con này Adidas size là size 40 nhá. Con này 450k. 450k lên cho mã 164. 450k mã 164. Đẹp toàn size bé. Con này xin thì tốt riêng. Anh vào sau anh thế nào, toàn size to, từ nãy giờ đủ size mà. Từ nãy giờ toàn đủ size. Bạn anh New này anh cọc chưa nhỉ? Con này size, con này lai size 4. Bạn anh New mai cọc cho em này đi hàng nhá. Lai size 42.5. Lai size 42.5, con này 450k lên cho em mã 172 ạ. 450 mã 172 nhá. 164 Văn Anh New. 450. Mà anh không cọc em xả tất cả hai của anh đấy. Siêu phẩm.
Con này đi book size 40 ạ. Đấy, từ nãy giờ lên size 40 này. Các bác 40 hóng hóng bây giờ mới lên được này. Size 40 đi book này. Đi book hãng giày của Anh Quốc đây. Đấy. Size 40 Reebok siêu phẩm nha em ạ. Reebok size 40. Con này GL 6000. Con này lên cho mã 152 ạ. Con này 450k. Mã 152 450k. Cờ nước Anh đây. Cờ nước Anh đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Một cái hãng giày đại diện cho nước Anh luôn. Đẹp. Việt Nam có mỗi cái thằng Thượng Đình là nổi tiếng nhỉ. Đúng không? Mỗi ông Thượng Đình này toàn giày Bata. Chả thấy thế giày thể thao đẹp Thượng Đình. Chán. 152 cho Trần Olivia. Bạn thế này. 450. Tiếp theo em Nai này siêu nhẹ cho em nhá. Em Nai siêu nhẹ cho em. Con Nai siêu nhẹ size 40 tiếp đây. Các bác 40 tha hồ nhá. Đúng rồi. Facebook Thảo Nguyễn này thấy bác mệt rồi đấy. Bác mệt thật mà, mệt từ lúc đầu like chứ mày bây giờ. Con này size 40 nhá. Con này size 40 cho em nhá. 350k. À đúng rồi, Bitit chuẩn. Em đi em thỉnh ngày trước đi Bitit chuẩn. Nhưng mà sao Bitit nó cũng rẻ. Con này 350k nhá, size 40 350. Lên em mã 64. Lên em mã 64 nhá. Chả thấy con hàng CPTIT nào vào đây nhỉ? Con hàng CPTIT nào vào đây? Chưa đọc mã. Họ đã lên mã rồi. Mạng chậm anh ơi. Anh ơi chị ơi. Khởi động lại cái máy đi. Khởi động lại cái điện thoại cho em đi. Con này size 44 này. Một em Nai size 44 vải nhá. Em Nai size 44 vải. Lên nhá, mã 157, con này 350k. Mã 157, 350k nhá. Và nơi chốt trang hàng của mình nhá. Bao tiền em này đây? 350. Một con bóng chuyền đây. Ôi dồi, Victor. Victor này cầu lông hay bóng chuyền đây mọi người. Tennis, cầu lông, bóng chuyền đều chơi được nhá. Một em Victor cho em. Em này size cho em là size 40 nhá. Size 39, 39 40 đi vừa em Victor này ạ. 39 40 đi vừa em Victor này. Lên nhá, mã 156 con này 480 ạ. Mã 156 480 nhá. Một em Adidas. Con này đấy, bác nào vừa thì nên chốt đi, em khuyên thật. 156 anh Hà Vũ bao tiền? Made in Indo size 11. Một con Grafarm Adidas Grafarm mới tinh. 456 đây, 3 tiền đây. Mới tinh em này 450 nhá. 480. Con này 450k cho em này. Con này chốt chất lượng. Lên em mã 17. Lên em mã 17 nhá. Cọc cạc được không xốp? Thôi hạn chế cọc cạc. Anh mong này. Cọc cạc, nhà em lại mất. Lại mất cho mấy thằng dịch vụ mấy chục nghìn. Mai inbox cho em trước khi cọc anh gì nhỉ? Anh mong ơi. Anh thì mai nhân viên gọi thì cọc như thế nào thì nhân viên nó sẽ hỗ trợ anh nhá. Con này là size 38.5. Like size 38.5. Size 38.5 con này ạ. Con này 300k lên nha, mã là mã 153. 300k mã 153 nha. Màu xanh của hòa bình. À, màu xanh của sự sống. Một con này màu xanh ạ. Có ai đi này màu xanh không? Con này màu xanh này size cho là size 36.5. Size 36.5 em này màu xanh này à. Con này 300k lên nha, mã 11. 300k mã 11 nha. Ô
Thôi em lên nốt một vài con này em nghỉ rồi mọi người, cũng hết 200 đôi rồi. Em cũng lể em thật đấy. Con này size 40 vải. Da lộn size 40 vải. Adidas da lộn size 40 vải cho em nhá. 40 vải con này 350. Lên cho em mã 19 ạ. Lên cho em mã 19. 17 chốt ai anh ơi? 17 có chốt được không Phúc? Sao quên mã 17 sao? Đây này mã 17 chưa chốt này. Mã 17 cho Vũ Lép. Ai bảo thế? Sai rồi, mã 17 thế bỏ quên từ trên này. Sao lại ngồi thế? Ôi dồi ôi. Quỳnh Anh Nguyễn quên mất. Không. Mã 17 chốt cho anh Văn Khiêm Nương. Chết chưa, mày lại bị mở mày, mai mở mày lại rủa cho mày trận. Ngồi cứ thế là buộc hàng thôi, không chốt. Mã 17 là mã nào? Đâu, Văn Khiêm Nương tít dưới này. Văn Khiêm Nương nhìn trên đây cao nhất. Đâu, mã 17 đâu? Buộc qua rồi à? Ai, mã 17, Văn Khiêm Nương à? Nhưng mà con 17 đâu? Kinh chưa mọi người? Mọi người thấy thằng Thiếu nó ghê chưa? Mã 17 nó rút mã ra xong nó vứt luôn cái đôi đấy vào trong cái thùng cái thùng tổng hợp. Vãi cả trưởng luôn. Đây. Thấy dã man không? Anh Văn Khiêm Nương. Mày hôm nay mày nhận lỗi đi nhá. Mày chết. Thả mã 38 chờ đấy bóng chuyển về kết. Rồi rồi. Hiệp trường mã 19. Chốt anh Hiệp trường mã 19 nhá. Hiệp trường chốt mã 19. 350. Con kia 450. Không phải đâu, anh ấy anh chốt đầu tiên đây này. Mã 17 anh Văn Khiêm Nương này anh chốt đầu tiên đây này. Xốp cậu chốt đôi giày khó quá. Dũng Logo, rồi ôi nhà em nhiều các bác yêu mến, thành ra là các bác yêu quá, thành các ca không chiều được hết. Mã 164 mới nữa không? Ôi ô. Mã 178 có ai chốt không anh? Chốt rồi. Chốt rồi. Tao lại cứ thấy ngồi. Tao ngồi này, tao cứ thấy mày mã nào xuống cái là nó rút ra, nó vứt ra kia, nó lại mã nào xuống này rút ra, vứt ra kia, cứ bầm bập. Cả hai bên này đều bị ẩn. Hôm nay anh Phúc đừng để mất nhé nha. Văn Khiêm Nương đừng để mất con đấy nha. Chốt chuẩn mà. Mình chốt mỏi tay quá. Đây này. Đăng Châu còn bảo là Văn Khiêm Nương đúng rồi đây này. Các em vứt cho chốt đúng mà. Đấy. Kiều Linh Nguyễn cũng đúng rồi, Văn Khiêm Nương chốt đầu tiên đây này. Mọi người phải chứng kiến cho em cái chứ. Đấy. May nhá, mợ mày như là không ngồi đây đấy. Mày mà ngồi đây, mợ mày dặn tao từ nhà là bảo là thằng Hiếu nó hay cái kiểu là nó rút mã ra nó vứt vào thùng làm đấy. Ý rằng mọi người ạ. Cứ mã này xuống là rốt là vứt vào thùng luôn. Kinh chưa? Coi thường pháp luật. Mã 52 có phải của anh không? Rồi mã đấy em không nhớ nữa đâu. Không phải của anh rồi. À thế à? Quỳnh Anh Nguyễn. Thôi đành chốt con khác thôi. Em... Thôi em nghỉ thôi mọi người ơi. Em mệt quá rồi, em không lên được nữa đâu. Không nghe thông báo gì hết rồi, ok. Hiếu xem lại, đấy, Bạch Đào Hiếu xem lại. Nguy hiểm lắm. Còn đôi 38.5 nào cũng Vũ ơi, mua cho con gái một đôi. Con gái có đi màu trắng này không? Con gái có đi loại này không? Đây, con gái đi loại này. Con mới loại này. Con gái đi loại này đi. Ôi ôi, tôi theo shop cậu mấy đêm không chốt được đôi nào làn. Đồ anh Dũng Lobo, tưởng anh hôm trước anh chốt được rồi chứ. Anh này mua hàng rồi sao nhỉ? Chốt rồi anh xả ra. Con
này size 36 mất rồi. Có xem ảnh có, tất cả mọi người chốt đều được chụp ảnh nhá, chụp ảnh trước khi thanh toán ạ, trước khi chuyển khoản cọc. Con này size 38 đây này anh gì ơi. Con này size 38 có vừa thì con này 300k size 38 có vừa, lên chốt cho em mã 79 nhá. Mã 79 300k size 38 này. Đấy. Cũng một con giống thế đây, cũng con này size bao nhiêu. Con này size 37.5 ạ. 37.5 cũng thế luôn. Giá cũng thế. Lên nhé mã 169. Lên nhé mã 169 nha. Chả còn con nào size 38.5 đâu anh ạ. Anh có cho bé đi sò thì đi này. Ok ok, tất cả mọi người có sẽ được xem lại nhá. Cho anh xem lại con đẹp hơn. Đi. Ồ, con này size 37 rồi. Con này size 37 chặn 300k nhá. Lên nhà mã 01 ạ. Thôi mọi người ơi, cho em xin nhá. Cho em xin, em mai em lên tiếp. Em mỏi lắm rồi, em không lên được nữa đâu. Trưa mai Quỳnh Anh sẽ tiếp tục lên cho mọi người. Bởi vì bây giờ là muộn rồi. Chơi bóng chuyền thân bê tông không? Ôi, Mizuno không có anh ơi. Bóng chuyền lại càng không có nhá. Em biết mọi người là cũng chuyển khoản có nhu cầu rất là nhiều, nhưng mà mọi người cũng phải thông cảm là em không lên được nữa, em mệt, không lên được nữa, sai 40 mà. Anh Nguyễn Việt Hưng, em không nhớ mã đấy đâu. Corona chạy bộ dự phòng cho nhé. Ok ok, IMVN. Dạ nhẹ rồi. Em chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của em ngày hôm nay. Nói chung là mọi người rất là tuyệt vời, những người rất là uy tín. Nói chung là khách mua nhà em rất là nhiều, tin tưởng nhà em nhá. Thế nên là bọn em sẽ cố gắng phục vụ tốt nhất mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Thôi mọi người đi ngủ đi, tầm này là đi ngủ đẹp 10 rưỡi này. Đỡ hại cơ thể. Khỏe khoắn, mai lại tiếp tục chiến đấu. Cảm ơn mọi người nhá. Em tắt like đây.